Trời xanh điểm tim màu xanh cây cỏ, tiếng còi sương kêu vô vẫn xa xa. Ngồi bên nhau dưới gân đa già, tình xuân đượm trang hoàng trên sông. Cả một trời xuân à, giữa nơi thôn vắng, men đời vương hoa lớn. Anh vui thấy mà tốt đồng xanh dưới gió xuân thơm lành. Mơ ngày mai kết sẽ duyên tình dưới một mái nhà xinh xinh. Trong lo rơi như những con bướm lượn à, theo cơn gió nhẹ cuốn đi xa xa. Mây trôi che khuất ánh dương hồng giữa quãng trời mênh mông. Em nghe chăng tiếng chim reo mừng trong những hàng cây xanh. Ở kìa, chỉ ở đây mà em đi kiếm khắp đầu trên phương dưới. Chạy ra ruộng từ mới hừng đông, cây hơn nữa không mà rồi. Ủa, có anh Nhân ở đây nãy giờ, em quên chào thật là nghiệp vô tâm. Em ra đây kiếm chị em chi vậy? Thì có chuyện ơi kiếm chứ chi, lâu lâu gặp thanh anh hỏi thật là kỳ. Thôi đi về chị hai. Kìa, nhưng em xem chị cái chưa rồi bỏ nữa chừng ngày sau. Thì chị mượn ai cấy tiếp đi, cha kêu về có chuyện gấp đó. Có chuyện gì với em qua? Có người ta đi coi mắt chị hai em. Thôi đi về chị hai. Anh Nhân, em chờ anh từ đầu hôm tới giờ, anh có hay gì chưa anh? Anh hay rồi, em quyết định lẽ nào? Anh à, em không thể tự quyền quyết định, bởi không muốn chui cho lúc tuổi già còn mang nặng phiền lo. Nghe là bến sông xưa sắp dâng bông con đò, bởi cô lái để nhổ neo về bên khác. Em đâu phải đáng tâm bội bạc, mà cha của em cũng chẳng phải là người phụ khô tham sang. Nhưng gian cờ đời cũng như gian cờ duyên, người nhiều tiền bạc bao giờ cũng thắng. Anh Nhân, anh có giận em không? Anh cứ nói thiệt cho em biết đi anh. Anh có giận, nhưng anh chỉ giận đời trao chắc, giận lòng người, giận nguyệt lão xe lơi, giận tình duyên và giận cả đất trời. Chứ anh đâu nỡ giận người bạc phước. Rồi đây em sẽ về tay người khác, tuy không thương nhưng cũng gọi bằng chồng. Rồi đây ngày rước dâu em làm lễ tơ hồng, là ngày anh liễm sắc một mối tình tan vỡ. Em ra đi như một ngày xuân qua nở, sắc pháo hồng như sắc vỡ mảnh tim côi. Sắc pháo hồng bay lấp nguyệt hồn tôi, biết mấy kiếp luân hồi cho trắng nợ. Anh Nhân ơi em phải tan bởi nợ bá sinh dù gian dở, nhưng em cũng được trả xong mối nợ gia đình. Thì ra dù thủy chung cũng chẳng vượt qua ai chứ kim tiền. Rồi đi em
phải sống bên cạnh người chồng không tương tưởng. Đã chia rẽ mối tình nồng đượm của đôi ta, nhiếp chài giá gạo gần ta, đầu tôn dân vắng trong đà tan canh. Anh về sống một mình anh, còn em nuốt chia lệ với tuổi thanh phai tàn. Nó đây rồi, anh em đâu? Dạ. Làm ơn trói chặt nó lại giùm tôi nghe chưa? Dạ. Tôi có làm gì đâu mà mấy ông trói tôi. Mày ăn trộm nhà cậu hai, gói đồ còn sờ sờ để mà mày còn chối nữa hả mày? Cậu hai, tôi ăn trộm nhà cậu hồi nào cậu hai? Hồi nào tụi mày biết chứ làm sao tao biết được mày. Mày ăn trộm nhiều thứ lắm chứ không phải là một cái đồ này thôi. Tôi ăn trộm thứ gì của cậu nữa chứ? Thứ gì thì mày về công sở rồi mày sẽ biết. Anh em đâu? Dạ. Dẫn nó đi. Dạ. Anh Nhân, tôi đến thăm anh nè anh Nhân. Bữa nay em ra đây trước là thăm anh, sau cho anh ấy một chuyện buồn. Ngày 12 tháng 8 tới đây là ngày chị Liên tôi đi lấy chồng. Liên đi lấy chồng? Nhưng chồng Liên là ai? Còn ai khác hơn là cậu hai nợ. Phải mà, kim tiền thế lực, người vô tội còn bị tù bị rạc, thì một đóa hoa xinh thắm dễ gì mà toàn vẹn sắc hương. Nhưng chị Liên tôi vẫn sầu tuổi như thương, và tưởng tiếc một mảnh tình ngang trái. Anh thử nghĩ một người con gái, tuổi lớn khôn phải cất bước theo chồng, rồi gia đình gặp cảnh khó khăn, vì chữ hiếu nên cam đành lỗi hẹn. Rồi đây ngày xuất gia, Liên đi gió mịt mù, vui cười dưới giọt mưa thu. Còn tôi giữa chốn lao tù nhớ ai? Không anh Nhân ơi, chị Liên tôi làm sao cười vui cho được, bởi chị đã mang một bào thai trước khi cất bước theo chồng. Trời, Liên đã có thai rồi. Giọt máu tình chúng đã mang nặng bên lòng, sở dĩ chị tôi không ở môi cho anh được biết, bởi mỗi người đã có một đường đi. Lỡ rồi thương tiếc mà chi, đời qua tôi có còn gì mà mong. Từ anh chịu cảnh lao lung, ngày đêm chỉ vẫn nhớ nhung ưu phiền. Ngày mai Liên đã sang ngang, thương thấy giọt máu bên đàn bỏ rơi. Em qua ơi anh giấy trời cho anh được yên lành mạnh khỏe, để chờ ngày ra khỏi cảnh cầm giam. Nhưng khi mãn tù rồi thì mọi việc cũng đã thay đổi. Chỉ Liên em thì có chồng, nẻo ai nấy đi, còn đường ai thì nấy bước. Trời đã sẵn dành cho một con đường, dù cam go gây góc cả hai phải dẫm lên. Đâu dám cãi qua số mạng, khiến cho mẹ cha thêm buồn tối thân già. Rồi đây chị Liên em thì êm ấm gia đình, anh cũng sẽ vui pha niềm thương nỗi nhớ. Từ đây mỗi kẻ một đàn, đừng nên gửi đóng trò tàn năm xưa. Anh Lập, sao mấy ngày nay anh không xuống chài vắt lúa? Thì mắc lo câu chuyện làm mai cái thằng Nhân cho em đó. Nè, bây giờ em viết cho anh cái thơ đi, anh lãnh mạng đưa cho nó. Em đâu biết viết cái gì bây giờ. Không biết hay không? Rồi, để anh nói cho em viết nha. Tao nói văn của anh thì nó mùi lắm. À, anh nói đi. Nghe nha. Anh Nhân ơi, mỗi đêm khi nghe mưa rơi lộp độp trên mái nhà, thì ếch nhai ảnh hương các kẻ đồng kêu lên một lượt rất não nùng ai quan. Ê, nói cái gì kỳ cục vậy? Trời ơi, văn chương tan vậy mà kỳ. Nghe em,
Rồi, em gọi em viết đi. Thôi, để em viết. Rồi chưa? Rồi đó. Rồi không? Ờ, được, đưa đây. Ôi, thằng Nhân nó tới kìa. Em bước ra nhà sau đi, để anh nói chuyện với nó nghe không? Nhân, có thơ của anh nè. Đó, mở ra coi đi rồi biết. Thôi tôi đi nghe không? Anh Nhân. Cô Huệ, xem qua mấy dòng chữ trong thơ, tôi cảm ơn cô Huệ có lòng thương tưởng, nhưng tôi chưa có lòng nào nghĩ đến chuyện thất gia. Tôi không thể đáp lại lòng quý mến của ai, bởi tim tôi đã rạn nứt vì một vết thương còn rỉ máu. Thế ra anh đã có người yêu rồi. Phải, tôi đã yêu và được người yêu lại, nhưng định mệnh khắc khe nên đôi lứa phải xa nhau. Nàng ra đi buổi ấy lễ tuôn trào, cắm bội bạc để cho tròn chữ yêu. Ngày mà nàng bước lên xe qua ngập đường đầy sắc pháo, cũng là lúc tôi lìa bỏ quê xưa để lãng quên đi những kỷ niệm đau buồn. Tôi là một kẻ không may thất bại giữa tình trường, từ đó tôi đành sống trong câm lặng, bởi cõi lòng đã chết hẳn tình thương. Tôi không còn mơ chuyện yêu đương, vì quả tim tôi vẫn còn khắc ghi một bóng hình yêu dấu. Dù xa nhau vĩnh viễn, nhưng bổn phận làm thì con phải tròn chữ hiếu hơn tình. Cô Huệ, tuy tôi và Huệ không duyên dai ngẫu, nhưng mối cảm tình xin ghi tạc ở thâm tâm. Xin giả từ ai và một mối hận lòng, tôi đi tìm quên lãng trên quãng đường vô định. Chào cô Huệ. Anh Nhân. Sương đêm mà rơi cho tôi lạnh lùng thâu đêm, ngồi bên đèn tư lương lệ rơi theo tiếng trong canh tàn, văng vẳng tận cuối làng. Mười năm trời hầu quen với đắng cay, bao nhớ tương tán năm dần phai. Nhờ con mà lòng nguôi cố đau, trong gió sương ai thâu cho lòng nhau. Mẹ ơi, khuya rồi, sao mẹ chưa đi nghỉ mẹ? Mẹ ráng đan cho xong cái áo này cho con, trời sắp lập đông rồi con à. Sao mẹ không đan cho mẹ? Mẹ không lạnh sao? Mẹ lạnh lắm chứ. Con ơi, mẹ lạnh lẽo đã mười năm chẳng, kể từ ngày xuất gia du quy, quen cô đơn quen cả tiếng nặng nề, thì áo đâu đủ ấm lòng của mẹ. Chắc tại cha con hay la rầy mẹ và hay đi chơi khuya nên mẹ buồn hả mẹ? Bữa nay chắc cha con không về đâu, mẹ đi nghỉ đi, hơi sức nào mẹ chờ. Không con à, tuy mẹ biết cha con về trễ, nhưng dù khuya mẹ cũng vẫn đợi chờ. Cầm kim đăng mà đôi mắt lệ mờ, con đâu có hiểu nỗi niềm riêng của mẹ. Mẹ ơi, mẹ hãy vào trong nghỉ ngơi, vì đêm đã về khuya. Của con trong đêm nay chắc khi ổng không về. Mẹ thao thức hoài nên hao mòn trí não tâm tư. Con thấy mẹ hiền dường đau khổ đã mấy năm dư. Con hãy yên tâm nghỉ sớm đi, rồi mai sáng đến trường ráng học cho riêng, hầu mai sao con đỗ đạt nên.
đời của mẹ thì ăn ngủi có một mình con. Trong chuỗi ngày dài đầy sầu túi heo vuông. Mình về đó hả mình? À tôi nghe rồi, để tôi ra tôi mở cửa cho mình. À, giờ này mình còn thức làm chi đây? Tôi thức để chờ mình. Chờ tôi, ai biểu mình chờ? Dù không ai biểu, bổn phận của tôi cũng phải thức để chờ mình về. Bổn phận hoài. Phải mà. Cái bổn phận của mình nó nặng nề quá. Nhưng mà điều nó còn thua. Nó thua cái bổn phận của cái thằng tôi. Bổn phận của tôi là phải trả một món nợ đời. Tôi đã tốn gần 5,000,000 bạc để cưới một con vợ thừa của thiên hạ. Tôi lại mình mà. Chuyện đã gần 10 năm nay rồi mà mình cứ nhắc lại hoài à. Nhắc lại để cho người ta nhớ chứ. Trời ơi, ai cưới vợ còn mong hưởng của hồi môn của vợ. Chứ cái thằng này nhào vô thì phải lãnh nợ hết mấy chục ngàn đồng. Mà rồi còn phải nuôi thêm một cái lão già. Nay thì chóng mặt, mai thì đau lưng. Vì một cái đám em vợ toàn là trời ơi cái đồ ăn hại mà. Trời ơi, ông làm ơn ông sập trời đi. Ông sập xuống đi để cho chết hết cho rồi cho nó rảnh đi. Trời đất ơi, tôi đâu làm gì nên tội. Ông đành bắt tôi, tôi con gây chữa quan. Thà mình giết tôi đi chứ tôi không nghe những lời nặng nề. Trót ghê 10 năm nay tôi chịu bao tiếng đắng cay. Được rồi, mày sẽ được vừa lòng bởi tao đây có sẵn con dao. Tao sẽ giết chết kẻ nào mà toàn dám chống lại với tao. Mình nhậu ở đâu rồi về đây dạy con mắng vợ. Đêm ngày say sưa không sợ tiếng cười chê. Ngon quá ha. Bữa nay là dám đôi co với tao. Được rồi ha, mày thấy không? Mày thấy cái gì đâu? Trời. Mày thấy không? Tao sẽ giết. Trời ơi, bỏ người ta. Trời, cha con đã chết. Mẹ ơi, cha con chết không phải từ nơi tay của mẹ. Nhưng tội giết người pháp luật có dung tha. Con ơi, thân mẹ đi chịu biết mấy phong ba. Còn hứng lấy 100,000 nán khổ. Mẹ ơi, dù mẹ không có tâm gây ra án mạng nhưng cũng có mong tránh khỏi cảnh lao tù. Từ đây biết lấy ai dạy dỗ con khờ. Cha con đối với con như người xa lạ. Tôi một ngày cứ đánh đập rầy la. Con còn nhỏ dại biết chi. Ngày đêm nhìn mẹ ai hoài thở than. Lão tù mẹ phải vướng mang. Bớ giờ con trẻ lầm tháng một mình. Đâu ai giết người? M2 phải không? Anh em đâu? Bắt M2 đem về công sở mau. Dạ. Hỏi em mai mốt xa rồi anh còn gì mong không? Em lấy chồng rồi em còn gì vui không? Tình yêu rồi đây, những ngày thơ mộng ấy có giữ được không em? Đã đành yêu đêm vắng tình dài, ta buộc vào tương lai. Là đã cho kẻ đau người tiếc nhớ những ngày vui. Người bước qua cầu cũng nghe sầu trải dài theo lối. Bàn tay nhỏ nghiêng nghiêng dành nón che dấu
sông xưa dòng nước vẫn lặng lờ. Con đò xưa vẫn còn cắm sào chờ đợi mà ngơ ngẩn tìm nào thấy người đâu. Tóc mây theo gió chiều trôi nhẹ, nắng xiên xiên bóng ngã đường dài. Từng bước ngập ngừng bên một chàng trai, sao nhớ thương đầy sao sầu phai màu nắng. Theo ai qua cầu làm tim anh thêm ngỡ ngỡ sầu. Người ở lại ngỡ ngỡ sầu lẻ bóng, kẻ sang cầu thương nhớ cũng đầy vơi. Trễ bước chậm chân là đau xót, một đời em đi rồi là nhớ thương vời vời. Đò đã sang sông mình tôi trên bến đợi, bóng nhỏ xa rồi là kỷ niệm cũng mù xa. Người cũ về đâu mà khỏi sương lòng lạnh mặt sông buồn. Người đi có thấy sầu dân trong hồn, con ngoảnh lại nhìn bờ sông lạnh, hàng cây xa mờ mịt khói hoàng hôn. Người ở lại khuất dần trong sương khói, tình cũ bây giờ cũng khuất nẻo mùa xưa. Đò xưa chở nặng nhớ thương buồn ơi, xa vắng mênh mông là buồn. Lặng lẽ trôi theo nước sông dài,
xa rồi không bên đồ, người đã đi rồi hết nhớ mong. Bến xưa hiu hắt chờ trong, thuyền xưa xuôi mai chắc không lần về. Gió thu buồn về đây cho lá rơi, mặt sông dài sương khói đầy. Thuyền yêu xa bên cô nhân, rẽ hai lối mộng tình xưa như khói sương. Lạnh lẽo bên
thề có đất cầu. Dù sống khác trong tim tôi, chỉ mang theo một bóng hình cô quán nhỏ. Nàng hãy coi đêm đưa tiễn như lời đã hứa, và cũng là lời tử tình của kẻ bước vào. Ôi cuộc tình vừa bén tiếng quen ơi, chàng đưa thiếp vào yêu chưa trọn lời tình tự, sao đã vội buông tay cho sầu rơi ngấn lệ, cho nhớ thương đầy đọng lại bờ mi, cho lớp sương mù che bóng người đi, để cô quan biên thuyền mất tình tri kỷ. Ta suốt mùa heo mai anh mừng thất chi, phải mượn men cai để quay qua cơn sầu. Là cánh chim trời thèm khát mộng bay cao, ta muốn người yêu ta không phải là thương nữ. Thiếp sẽ tiễn chàng đi bằng lời ca chính khí, qua bản trang sĩ theo gió mưa đêm trăng. Thôi nào ở lại, ta đi. Kinh kha tráng sĩ. Kính kha tráng sĩ, nghe hầu thiết của ta tấu nhạc, tráng sĩ có thấy lòng phao xuyên hay không? Tấu thái tử, thật ra kha này không mấy thích nghe đàn. Có lẽ tại dương nghiệp kim cung, nên năm điệu cung hương có mềm lòng được kẻ tu mi nam tử. Những đôi bàn tay kia thì... Đôi bàn tay kia thế nào ở kinh kha tráng sĩ? Dạ dạ, đôi bàn tay nõn nà, thăng thoát trên tình cung bậc, khiến cho thần đây ngây ngất si mê. Ước gì có đôi tay thon nhỏ của một nàng ca nữ, cần mấy tiếng đàn nắng nốt dậy tơ, ôi đôi tay ngọc ngà. Suốt đời chưa từng thấy bao giờ, nên mới đem ước mơ. Nàng là gia nhân được ta tuyển chọn, nếu kinh kha cần ta sẽ nhường cho. Dạ 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 không, thần chỉ khen mười món ngọc ngà, chứ đâu dám đem lòng si mê. Ôi mười ngón tay lạ lướt dịu dàng, ta thấy lòng mình phong phang. Khanh nói sao, khanh chỉ mơ ước có đôi tay người đẹp như mười ngón tay ngà lạ lướt cung tơ. Dân, nhưng đó chỉ là ước vọng băng qua, vì đôi tay kia đã là của riêng thái tử. Kinh kha ơi, ta mời tráng sĩ đến đây là mong được chiêu hiền đại sĩ. Thì dù là của riêng tư ta cũng chẳng tiếc chi mà không đãi ngộ một nhân tài. Ta chỉ ngại canh đòi uống nước sông Ngân và bắt hái sao trời, ta mới không thể chiều theo ước muốn đó, mới là mơ hồ áo vòng xa xôi. Còn đôi tay ngọc ngà đã sẵn có nơi đây, ta sẽ hiến dâng cho đẹp lòng người, để đám này được còn một niềm vui đối với một người sắp ra đi vì đại nghĩa. Tâu thái tử, đã mấy trăng rồi, kha này được ông trên đại ngộ, mà chưa biết sẽ phải làm gì để đền đáp nghĩa ân. Thái tử cho đòi kha vào đây, chắc không chỉ xem hát nghe đàn, vậy xin thái tử cho thần biết lĩnh truyền chiêu triệu. Kinh kha ơi, một chuyến đi trăm phần tử biệt, đất triệu tóc tan rồi sẽ
tội cúc chiêu hồn. Non nước trời mây cũng nhỏ lệ khóc anh hùng. Kinh ca sẽ không còn ngày trở lại cả một thành cầu uống rượu cờ tăng. Nên ta coi người như đại ân nhân, đối viên quốc thanh là anh hùng chiến sự. Độc mà đơn thân thanh đi trời bảo chúa, làm kẻ sang bằng vực sống hàm dương. Vậy xin thái tử cho thần gấp rút lên đường, vượt hàm dương sang thành trời bảo chúa. Tiện đưa Kinh Kha vào đường sinh tử, thái tử đang này trao tặng Kinh Kha một vật quý mà khanh thèm khát ước ao. Quân sĩ, yeah! Hãy dâng Kinh Kha báo vật. Trời, bàn tay của mỹ nhân. Ôi đôi bàn tay của mỹ nhân mơn mang tơ đàn thần tiên dường như quyến. Tay nắm cung quyền mấy đường tờ sao quyên ngấn ngờ phim ngà là bàn tay ai ân yêu yêu ngọc ngà tiên nữ. Đôi bàn tay nắm cung nhà phú quyền, bàn tay mơn cơn duyên tình đắm say, bàn tay đưa lối mộng đào nguyên. Trang sĩ ơi đây là mười ngón tay ngà ngọc vừa nhảy múa trên cung đàn muôn điều. Ta đã cho lệnh bao quân chặt đứt đôi bàn tay của hầu thiếp để biểu tặng Kinh Kha. Về Khánh Hải đem theo trên đường sinh tử, nấu nung thêm bầu nhiệt huyết. Ta chẳng tiếc gì với kẻ sắp ra đi. Thái tử ơi, người là đứng minh quân khéo tổng đãi tôi hiền. Kinh Kha này thề thân trung với chúa, để được đáp đền trong một thâm ân. Tráng sĩ ơi bàn tay ngà ngọc của nàng ai, Khanh Hải mang theo khi được sống hàm dương. Để nấu nung thêm bầu nhiệt huyết chi kháng cường, khi đơn độc lên đường trời bảo chúa. Thái tử ơi Kinh Kha này đã được thái tử hết lòng trọng đại, ân huệ kia chưa biết có mong đền trả, thì còn ao ước gì hơn cho thêm vướng nợ sơn. Làm sao mười ngón ngọc ngà, giai nhân ơi vì ta mà nàng suốt đời tàn tật. Đôi bàn tay này hết nô đùa trên cung bậc nấy non. Một ước vọng hảo quyền của kẻ cuồng nông, đã mang lại đau thương cho đời mấy năm. Việc chuyên đi này có làm nên đại sự hay, lòng chúa ơn vua chẳng được đắc đền. Xin chào thái tử, chào tráng sĩ Kinh Kha. Kìa Phàn Nguyên Soái, tâu thái tử xin cho Phàn Ô Kỳ này được góp lời ban trong chuyên đi của Kinh Kha tráng sĩ. Ồ, nếu được sự góp ý của Nguyên Soái thì còn gì cao quý cho bằng. Tâu thái tử, Tần Thủy Hoàng là kẻ đa mưu túc trí, muốn bảo chúa rõ lòng tính phải dâng lễ vật. Một bức địa đồ cũng chưa là thượng sách khi điên quốc,
còn phàn ô thì nguyên xoáy đường tiên. Nếu thủ cấp thần đã được kéo giải thưởng ngàn quan, sao thái tử không nghĩ đến việc nạp dân cho bảo chúa? Kinh khai tráng sĩ đã hy sinh vì nghĩa cả ta, chẳng biết thần thả tất sơn hà. Phàn ô kỳ nguyên soái khanh, khanh muốn tấu điều chi? Ta chưa hiểu ý của khanh mưu đồ đại sự. Dạ thần muốn dân thủ cấp thần cho bảo chúa, để góp một vật cấm thần. Phàn ô kỳ nguyên soái, khanh nói sao? Khanh tự cấp thủ cấp với dân tần thủy hoàng bảo chúa? Không, không thể được, ta không thể nhận ngôn. Thái tử ơi, thần vẫn biết thần là cốt tu đồng của giang sơn kim quốc. Thần thoát đi sẽ có trăm người thương ngàn kẻ kiếp, một tướng dân của xứ sở kiêu. Vậy tại sao khanh lại đành lòng bỏ dân bỏ nước? Dạ bởi thần đại cục, khanh lo cho sơn hà mà sao khanh giữ hoài thân dân. Dạ thần đã kỹ càng suy tính, muốn cho thần thủy hoàng không ngờ giật lòng tin. Phải dân cố cấp thần để làm lễ vật thiên dần, thì kinh kha mới được vào tận kim giai để chức chất tần dương. Xin thái tử hãy tha tội cho thần, vì đại cuộc nên đã bất tuân thanh lịch. Trời, hoàng nguyên soái đã tự tận rồi. Ôi xúc động bay một anh hùng nhị quốc. Lửa loạn kinh thành rộn gió câu, nàng đi trăng tuổi vơi qua sầu. Hai chân nàng hời còn chi nữa, mộng thấm tan rồi hận. Sơn đã vượt qua mấy dặm quang sang, với bao nhiêu rừng tên lửa đạn, về đến đây thì bản nhạc yêu đương đã đứt đoạn mấy cung sầu. Nửa giấc mơ qua đã lỡ mộng ban đầu, thôi rồi bình tan gương vỡ. Hồn phách của nàng phiêu hướng về đâu, mà đôi môi như hé nụ hoa đào. Có phải nàng gương cười để giá từ nhau, trước phút ly trần người yêu đâu chẳng thấy. Hầu sống mãi một tình yêu vĩnh viễn, có ngờ đâu giữa dòng binh biến, nàng thác rồi chua xót mộng
sờ như cành hoa tan. Ta nhỏ tuôn châu lệ thương nàng. Thái chân ơi, nước chảy mây trôi qua, tàn nguyệt quyết nàng ra đi cách biệt mấy phương. Chuyện ngày xưa thêm chua xót nghẹn lời, cõi lĩnh nam ngàn trùng băng tuyết lạnh, ta chẳng ngại ngùng dẫm các đồi sương. Trên đường dài dục gió buông cương, tìm trái quý về dân cho người đẹp, ta mong được nhìn thấy một nụ cười say đắm nào quán chi sương nắng ở biên thùy. Đồng để có gào lên những tiếng bi thương cho lệ thám tuôn tràn. Nửa bản tình ca đã lỡ mấy cung đàn, ta muốn gầm thét lên cho đất trời tan vỡ, xé mây mờ hỏi thử đấng cao xanh. Trận cuồng phong tan tác yến quanh, bông hoa thắm cũng xa cành ra cánh, để ta mãi mãi ngâm câu trường hận, và ngày đêm khay tường bóng thương hình. Thái chân ơi, nàng chết rồi là ngọc nát vàng phai, ta chiếm lấy cơ đồ mong để lại cho ai, sao nàng dối ra đi không trở lại. Vàng tiên tông gió câu mờ biên ải, khói mây chiều như nhuộm nét thê lương, nhất biệt khóc thành thiên cố hận, dân vũ du sơn uống đoan trường. Thái chân ơi, kể từ này dính cách ngàn thu thiên trường hận, ngàn năm còn tức tươi thân hoa liệm dưới quang mồ, một mảnh cơ đồ ta để lại ai đây. Đây dùng rượu tiễn đưa thiếp xin mời lang quân uống trà, để ấm lòng trong sướng cho diễn chinh. Mỹ tổ hề ai dân, tâm tư hề náo loạn, non sông hề binh biến, anh hùng hề chiến dân. Đường hành trình còn xa vạn dặm, xin chiến khách hãy nâng ly quỳnh tương thứ hai, từ tay người tình gối ấp, cho vơi bớt niềm nhớ thương nơi ải nhạn lắm mưa sầu. Khắc quái hồn tâm tư mình làm sao an, chớ sầu ly tan khi làm vợ chính nhân.
phải chờ mong ngày vinh quang về trên quê hương rực sáng. Tiếp sẽ gắng đợi chờ mong gặp chàng trong giấc mơ. Hát ca điệp khúc tương phùng trong tay tình nghi trực nghi lừa đến muôn thu ái ân đầu không phai. Và đây là chén ân tình thứ ba, lãng quân ơi hãy uống, uống để mà nghe trong hương men kia có dòng lệ thương yêu triều mến của người vợ má thắm màu xuân ta lẫn lệ. Sầu nào hơn sầu giây phút đăng trần, một người đi một người ở lại, hai phương trời mang một nỗi tư lương. Tuy hòa xa trường quân mạc dân, thời lai chinh chiến kỷ nhân hồi, mỗi vắng chàng em khép chặt phòng quê, nghe lá rụng ngỡ ai vừa trở gót. Rượu ba chung say lòng chiên khách nở sơn hà nắng gánh đôi vai. Chàng thề lấy máu phường xâm lược, tiếp quyết keo sơn đến trọn đời. Thân mình cho tổ nghi quốc, người ra đi không hò hẹn, dù còn thương còn người mong bóng chương đàn. Vòng tay anh giữ chặt dáng hoa gầy, ái ân đó người yêu cũng đó, ngày mai này còn lại những gì đây. Xa nhau rồi ai đắng dai cay, hay cả hai mình đều cay đều đắng. Lửa chiên chinh sẽ đốt tàn tình ai, trong mấy phút tao phùng biết tay mình còn có được cầm tay. Lang quân, phu nhân, nếu ta có chết gì giặc Tống là ta đền ở ngọn rau tất đất của Liêu Bang. Nàng hãy đặt tình tổ quốc lên cao. Vì lẽ đó mà thiếp vui hơn là tóc. Nhưng thiếp tin là chàng sẽ đắc thắng. Tiêu Đình Quý, đánh giặc không lo đánh giặc, cứ lo kêu reo hoài. Tiên Phương sao nóng tính quá đi. Ta nhắc cho Tiên Phương nhớ là đừng để Ô Hắc Lợi thoát thân trong trận giặc sau cùng. Dù cho nó ba đầu sáu tay hai chân mắt, khó thoát kẹo này, ta cho nó chết da thịt bầy ngày để rồi làm mà tương gửi về Liêu Kinh cho cả bọn ăn. Tướng quân quan ước dòng khi chưa xong chiến trận, quyền soi nói làng bàn làm cục hứng hết trần. Kìa tướng Liêu Bang, à chắc chắn là Ô Hắc Lợi chớ còn ai. À quân xâm lăng tông tặc chớ có ý quay mình, ta mang quân đến đây địch thanh hải đấu tranh cho biết cái danh tài. Vì quyền
lời ta quyết chiến tranh hùng, không màng việc tử sanh, chẳng hàng phục rút quân gót xâm lăng của quân Tống Tào, hãy mau rời khỏi ải quan. Không, chúa ta muốn mi nạp Trân Châu chứ không định xâm lấn Liêu Bang. Mang quân đến tận ải quan, ta cho người biết một cuộc tư hùng, hay quyết mất còn giết tướng Liêu Bang. Hay người sẽ quy hàng bỏ mộng xâm mà lần sắp trận cho rồi, cứ ở đó mà lại nhảy như con nít cãi lộn. Trận chiến nào cũng có ý nghĩa riêng của nó, hãy nhào vô, một còn một mất khoái hơn. Ô Hắc Lợi, coi chừng ta lấy cái chân. Tạp rồi, coi chừng ta lấy cái bụng, coi chừng ta lấy cái đầu. Tướng quân ơi, nó né tài quá. Dù cho Tống Bang với Ngũ Hổ Tướng có hùng ơi hàng sang liều lấn đất chia ranh, cho hai dân tộc phải điều đứng khôn cùng, ta vâng lệnh trời diệt loài hung ác, hãy cúi đầu mà chịu chết dưới gươm ta. Tài nghệ bao nhiêu dở giọng ngông nghênh, dân Trân Châu thì ta ra lệnh rút quân. Nói qua nói lại, nói tới nói lùi, nói xuôi nói ngược nghe sao mệt quá trời, cứ đâm chém cho rồi ở đó mà lôi thôi. Cũng nguyên xoay Liêu Bang đường đường tráng dũng tướng, ta sẵn sàng cải lĩnh chiến với các ngươi đây. Không không không, lệnh Nguyên Nhung phải dùng pháp thuật để trễ nó đưa liền chúng ta về trên suối, Ngũ Hổ Tướng Quân sẽ không được thọ, mà tiên phương Tiêu Đình Quý này sẽ không còn. Nếu biết vậy thì hãy tìm đường xuất quân cho rảnh. Trận chiến chưa tàn, Ô Hắc Lợi đừng dượng dương tự đắc. Hãy xem đây. Địch Thanh, ngươi là một tên hèn, không xưng danh dũng tương Địch Thanh. Tướng quân ta đã dùng pháp thuật thâu tam hồn thất phách đi rồi. Tướng quân, hãy dùng Xuyên Vân Tiễn ban cho Ô Hắc Lợi một ân huệ sau cùng. Được, Ô Hắc Lợi, hãy xem. Ô Hắc Lợi đã chết rồi. Tiến quân về thẳng Liêu Kinh. Dân lệnh, quân sĩ tiến binh. Trở về đây bằng hồn phách thiêng liêng, mong được gần người yêu cũ, người vợ hiền còn sống trẻ. Tuy ở chốn diêm đài mà hồn còn thương tiếc chốn trần ai. Mòn sầu cổ tình ngủ rồi trên trang lạnh mới biết mình đang mơ. Thương tuổi còn thơ mà em đã sớm chịu lỡ làng
em đang nhìn ai phản phất một hình hài. Nhưng chỉ để buồn đầu làm sao vui thấy ngộ, tuy căn kiếp đã chia đường lỡ dở chuyện đôi. Em giữ cho ai cả dung nhan kiều mỹ, chờ thủy chung thâm giữa dạ này. Dù âm cảnh dương gian làm cách biệt nhau rồi, ta muốn nàng thêm một lần cái giá, không là để ấm lại một dung nhan còn thơm tuổi mộng, mà nàng sẽ đem dốc đài trang đi dâng tròn cho sơn hà. Chúng truy mà chi trong tuyệt dòng vô bờ, khi ta đã là hồn còn nàng là xác gặp gỡ, đêm nay rồi buồn suốt vàng đêm sau. Trót gửi lời thề nên thế giới tìm nhau, chừng thức tình đôi vòng tay buông thả. Em biết không anh thương em hơn tất cả, dù chết đi nhưng ý tình nghĩa chưa tan. Gần nhau đây để thấy ngàn trùng cách biệt, tình yêu đầu còn trong khói trong sương. Mong anh mơ như ảo giác chưa tan, em nức nở ôm choàng người yêu dấu. Một kẻ dưới diêm cung, một người trên trần thế, có gì đau hơn hạnh ngộ mà buồn. Lan Quân, nàng ơi ô hắt lợi, dù xương tan thịt rửa, hài cốt này có thành đất cát của Liêu Bang, đó là một vinh dự của bầy tôi trung vua hiu nước. Tôi tên chàng như cây cỏ núi sông trường cơn. Nàng ơi nàng có nghe chăng tiếng gà vừa gáy sáng, báo hiệu giờ chia tay của hai kẻ ở hai. Nói gì nữa thêm đi cho ấm phúc tao phiền, xa nhau rồi nàng đừng quên đó là quan hồn, nên suốt đời vất vưởng bên nhau. Lạnh lắm nàng ơi, khi ở giữa nghĩa trang, chung quanh dãy đầy những hồn ma bóng quen, chỉ mong kiếp sau mình tương hội cho bỏ thương, bỏ nghi nhớ, bỏ đời chờ. Nàng gái nửa chừng xuân, có chồng vào buổi phân tranh hận thù, chia ly một sớm mùa thu, đông sang vĩnh biệt tình đầu lửa. Lan Quân ơi đêm nay chàng về xin, đêm mai chàng nhớ đừng bỏ tiếp lạnh lùng cô hoành giữa khuya. Tiếp sẽ đón chàng vào nửa đêm thao thức, để tiếp được cùng chàng thâu ngắn tiếc thương. Không cần ái ân với gia thịt dậy mùi hương, cũng đỡ cô đơn cho người già.
mây hồng. Lan quân ơi sao chàng đứng nhìn tiếp bằng tia mắt vào phòng lo sợ, không để vòng tay mở nỗi lòng sao xuyên. Thiếp cố tìm chàng dù đây là mộng, để hai em hợp cánh giữa trời xuân. Cứu nhị phi lâm ta từ em, anh trở vào sương khói. Cách biệt nhau rồi tình nãy còn dương. Cung thương gãi khúc đoạn trường, dòng yêu nay đổi sang dòng sai đắm của một tình nhân. Em hãy nhìn anh bằng cái nhìn của cô em họ, như thế mới mong hoàn thành được kế mỹ nhân. Nhưng em yêu anh là gái hung nô, bổn phận em là phải ru ngủ và mê hoặc mạc hầu, vị quan tri phủ già nua của nhà Hán, cho đến ngày đoàn quân hung nô bách chiến bách thắng của chúng ta có thể theo ngõ giang nam này mà làm cỏ quan quân nhà Hán. Hình như anh không còn muốn gặp em. Phải chăng ánh mắt của Huyền Châu tiểu thơ đã làm anh thay đổi? Nguyên Nguyên, anh cấm em ghen bóng gió và lo nghĩ vẩn vơ. Phải gác lại tình riêng mà nhìn vào sứ mạng. Em nên nhớ, đối với mạc hầu tri phủ, dẫu em ghét cũng phải cười vui, phải nói tiếng yêu đương. Còn với anh, dù em nặng tình thương, cũng dằn cơn sôi động phải hứng hờ lãnh đạm. Ta hy sinh mối tình đầu để hoàn thành kế nhiệm màu. Em lo lắng mối tình duyên tươi thắm của đôi ta, theo thời gian rồi đây sẽ phôi pha. Vì bên cạnh nàng Huyền Châu xinh đẹp, anh đổi thay tâm tình, em khổ sầu riêng mình. Em đừng nghĩ chuyện vu vơ, sở dĩ ta phải ẩn nhẫn đợi thời cơ là vì hiện tại quân của ta chưa đủ sức đối diện trường chinh với quân Hán. Kìa, có bóng người đến, anh phải lánh mặt. Quyền Quyền ai nương, giọng nàng sao mà êm mơ huyền diệu, như tiên thì thầm tình trăng do chơi vơi. Ước làm sao ta được sống ngàn đời để khỏi mất ai nương và tất cả. Dạng tạ ơn thượng quan đối tượng nên phận qua hèn có dài. Ai nương ơi, được nhìn ngắm dung nhan kiều diễm, ta mê mẩn tâm thần,
tưởng chừng lạc lối động đạo cùng tiên Nga hội kiến. Bẩm thượng quan xin chớ quá lời khen tặng sắc thiên hương, mà thẹn tuổi phận hồng nhan thua kém xa đó qua hai đường. Chẳng qua ngày độ lượng muốn an ủi tâm hồn của hoành, một cánh bèo trôi một đóa hoa lạc loài. Ai nương chớ khiêm nhường chớ buông lời hờn riêng thân thế, ta đã yêu nàng với tâm tình nồng say đắm đuối. Thượng quan đã yêu em sao còn nghi hai người đáng kinh, là lắm kỳ biểu huynh và thiết mạng đại sư. Không, ta vẫn tin cẩn và hậu đãi Lâm huynh và sư phụ của người luôn, vì ta là em rể của Lâm võng sĩ kia mà. Thưa cha. Quyền Châu con. À, lại có hàng sinh đại thi sĩ nữa chứ. Bẩm thượng quan. Quyền Châu con, cha muốn khuyên con đừng bao giờ yêu kẻ bất tài vô dụng. Hãy noi gương Ngọc Bích em con, nó biết chọn tay kiếm khách anh hùng như Vũ Khanh Trang Sĩ. Cha nói thế, con đủ hiểu ý cha rồi. Thôi, cha vào trong, kẻo ai nương Nguyên Nguyên trong đợi. Hàng sinh chàng, khuyên chàng chứ phận chi buồn lòng. Thật ra, em cũng nhận thấy, đã đến lúc bậc nho sinh tài trí như chàng, phải để ý đến việc kim cung. Kim cung mà làm gì? Văn tài quanh ha không giúp ích gì được cho dân quốc ư? Văn tài xuất chúng của chàng chỉ ổn định được lòng người thời bình, chứ không đuổi được thù thời loạn. Em nói thế, thảo nào cha em chẳng xem thường tài mua bút của anh. Chàng đừng lầm hiểu lòng em. Yêu chàng, em muốn đánh thức chàng tình mộng vô sinh, gạt nghiêng bước đi sống đời dung. Chàng ơi, khi nuông nước sắp lâm dòng nguy biên, bởi rợ hung nổ ao chiến tham tàn, chúng đang đợi thời cơ để thực hiện mộng tâm loan. Nếu chàng không đổi nghề văn ra võ nghiệp, dùng kim thần ngăn chung giữ biên cương, thì tình ta sẽ là một bài thơ ly biệt, riêng em phải mang sầu hận muôn đời, mà chàng cũng lỡ mộng yêu y đương bé bàng duyên số. Rỡ hung nô chỉ là quân ô hợp, đã bao lần thôi bại đau thương, vẫn biết sức chống ngăn của hang tộc hùng cường, nhưng dân ta sẽ bị chim lằn từ tất đất. Em là gia nhân thì chỉ nên nói về hương sắc, về muôn hoa đua nở giữa mùa xuân. Em thấy chăng ánh sáng dần trăng thơ mộng, bùa lưới văn tơ khắp ngọn lá đầu trăng. Kìa là một cánh sen tươi thắm ngự trên mặt kỳ nước yên lành, và bao nhiêu cảnh đẹp dịu dàng như thầm ca tụng cuộc đời tươi đẹp. Một vẻ đẹp dịu dàng như bài thơ, trời sinh ra anh là để làm thơ, để ca ngợi tình yêu và hương sắc. Anh không muốn làm quen với kim thép, vì anh sợ có ngày phi dây máu hồn thơ. Xin từ biệt, vì nàng thơ đang chờ hàng sinh bần sĩ. Hàng sinh, hàng sinh. Vũ Khanh, mưu kế ta sắp bày đã xong, cháu và Quyền Châu cứ y theo nó thi hành. Kìa, nhà sư giả của ta đã đến. Thưa bác. Nhà ngươi phải có giọng sư cụ và điệu bộ nhà tu. Mô Phật. Vũ Khanh ơi, thật đáng ghét, cứ chạy trốn người ta hoài à. Và chào hòa thượng, chào lão bác. Mô Phật, kính chào tiểu thơ. Thưa tráng sĩ, bần đạo từ xa lặn lội đến đây tìm tráng sĩ,
là để trao cho Trang Sĩ một bức thơ của Thích Huệ Quang, vị hòa thượng Hoa Cô trụ trì ở chùa Quan Âm. Thơ gì đó chàng? Vũ Khanh cháu, trước giờ đi về cõi Phật, cậu ân cần nhắc nhở cháu nhớ, đừng bao giờ quên lời phát nguyện ngày xưa. Hãy nói theo đường đi của cậu, cậu gửi cháu lại cho thầy Thiện Tâm. Trời ơi, cậu tôi chết mà tôi không thấy mặt. Nếu Tráng Sĩ nặng lòng thương nhớ ngài Thích Huệ Quang đã từ bi quá cô, thì bần đạo khuyên Tráng Sĩ nên khắc cốt ghi tâm những lời ngài đã dạy khuyên, là phải lánh xa cuộc sống trần tục lũy phiền, noi gương ngài xuất gia tìm đường siêu thoát trong tiếng mõ hồi chuông trong kinh kệ cao thâm. Đã từ lâu tôi thường lo nghĩ vẫn giờ, vì biết con người sanh ra giữa chốn trần ai, công danh sự nghiệp chỉ là bọt nước làng mây. Sau khi không chàng nói dòng chán đời, như kẻ bất tài thất chi muốn trốn đời giữa tiền môn. Thưa bác, cháu đã quyết định xuất gia đầu Phật. Bác rất vui mừng, xin cáo từ tiểu thơ. Mô Phật xin chào Tráng Sĩ, chào tiểu thơ. Vũ Khanh, anh đi tu để được gì, ai bắt buộc anh? Một nghĩa vụ thiêng liêng bắt buộc anh em mà. Dạ, anh đi, anh cô quên em ngày nay, để ngày sau được gần em mãi mãi. Để ngày sau được gần em mãi mãi, hay để ngàn ngày sau và muôn vạn năm sau, phi sầu nhớ tiếc thương. Một mối tình tan vỡ chẳng biết gì đâu, không người lầm lỗi, chẳng kẻ đổi thay, mà người phải rẽ đôi. Dòng yêu thuyền nghỉ mong, kẻ nghỉ một phương nghỉ trời, người nghỉ một. Anh xin trả lại em tất cả tình em trao, để em xây mộng đời với một người mới phi thường. Mong đời em được vui đẹp cõi thiên đàng mà anh ước mơ. Em không thể quên anh, em chết mất. Ngọc Bích, Ngọc Quýt. Huyền Châu được cùng tiểu thơ so bước dưới ánh trăng, tôi cảm thấy mình đã biến thành một người rừng không tên tuổi. Trang Sĩ tự hạ mình thì thôi, cái đẹp của giai nhân làm sao sánh được cái đẹp hùng tráng oai nghiêm của một trang dũng sĩ. Nếu thật sự tôi có đầy đủ những cái đẹp đó, thì tôi xin thêm vào đó linh hồn để dâng tặng tiểu thơ, hầu mong được làm một tên nô lệ. Em ân hận nó không được cùng Tráng Sĩ hạnh ngộ sung hương, vậy mà từ bấy lâu nay em không thấy cái tên hàng sinh ngẩn ngơ bỉnh hoàng là vô duyên đáng ghét. Nếu tiểu thơ muốn không còn bận mắt, thì với cánh tay này tôi sẽ ném hắn qua bên kia bờ thế giới. Lão, tên thất phu kia đừng vô lễ. Hàng sinh, nhà ngươi muốn gì? Muốn được ta bóp chết hay nhờ ta đâm thủng con tim? Ta muốn dạy ở mi một bài học về lễ nghi, cho bỏ tánh kiêu căn hồn đau với mọi người. Đừng nói xấu nhiều lời nghìn đi ngang khi vắng mặt của đối phương. Hàng sinh chàng xin đừng dại dột, hãy tự lượng sức mình. Nếu nông nổi không còn nghĩ suy ắt trước ly hiểm nguy. Thôi cầm đi, ta không muốn nghe người đẹp mà tâm hồn bận nhờ phản trắc điều hòa. Lâm Kỳ, ta thể lấy máu nhà ngươi. Lấy máu bằng gồm hai với bút lòng hỡi thị nhân ngu dại tên trói gà không chặt. Ta không hèn nhát non gan, giúp mi có dịp để khoe tài cùng với người đẹp. Hàng sinh, gươm đây. Trang Sĩ, xin Trang Sĩ đừng hạ kệ dưới tay. Nể lời tiểu thơ, ta thà mì khỏi chết. Tiểu thơ, hãy cùng tôi trở vào yến tiệc cho khỏi bận mắt với tên này. Vâng. Hạc sinh,
Hàng sinh có sao không? Để tôi buộc lại việc thương. Không cần. Tôi không cần một ai thương hại. Chào Vũ Khanh. Hàng sinh, Hàng sinh đã quốc khẩn ra đi vì thay tử bất tài trước gió lực. Hàng sinh ơi, tôi mong anh sẽ từ bỏ ngọn bút lông để cầm thanh kim bao, và lực lượng trong thầm lăng của dần hang sẽ có thêm một dũng tướng quay hùng. Đây là công kho của Quyền Châu ủy cây bát đương thượng điền, nhưng hàng sinh chỉ biết oán hận kẻ phụ tình trong võ kinh văn. Mà riêng Vũ Khanh tôi cũng có lỗi, đã khoanh tay đứng nhìn người thó nhục. Anh ra đi với nỗi lòng căm tức, chớ biết đâu đó là những người thân quý nhất trên đời. Cầm Hương, em hãy xem kìa, có một đoàn thuyền lá. Ta lo sợ quá, có lẽ là thuyền của bọn hải tặc, vậy em hãy vào báo tin cho thượng quan. Xin tiểu thơ an tâm. Kìa lá quán gia. Dân Thạch Châu đã về đây. Dọc quân canh phòng mặt biển bảo rằng đoàn thuyền ấy có treo cờ phù Nam Đại Dương. Nhưng thôi, xin tiểu thơ hãy nhận những vật này. Những trái thuốc lốt. Dân, sở dĩ tôi vắng mặt 10 hôm nay là vì tôi đi tìm kiếm vật này ở tận núi đồi phù Nam. Những trái thuốc lốt mà tiểu thơ từng ao ước. Lá quán gia, tôi vô cùng cảm xúc và xin thành thật cảm ơn lão quản gia. Cố lòng lo lắng chẳng kể chi là sương nắng, lão vượt biển rộng trời cao. Tôi nhớ có một hôm nào tôi thốt lời ước ao, thèm mà vật này gây ốm đau. Lão cũng hứa hãy tiểu thơ lành bệnh thì lão sẽ dâng tặng cho tiểu thơ, nên hôm nay thì lão phải giữ lời cho trọn phận làm mà nô gia. Tôi muốn biết tại sao lão lại mến thương tôi đậm đà mà không có lo nhiều cho chị tôi. Tại vì lão kia hãy vào báo rằng có hải đạo tướng quân là Nê Thổ Lăng muốn giết. Lão quản gia hãy rước người, tôi ra bãi biển nha. Dạ. Dạ, kính chào hải đạo tướng quân. Lão là ai? Dạ, tôi là quản gia của quan trấn thủ. Kìa, quan trấn thủ đã đến. Kính chào tướng quân. Chào ngài. Tướng quân đến bất ngờ làm tôi không kịp tiếp nghinh, xin ngài lượng thứ. Ngài chứ băn khoăn việc ấy. Tôi đi dẹp loạn sư quân ở đảo Dương Đông, nhân tiện đường ghe ngang đây để nhắc lại lời giao ước giữa ngài và phụ thân tôi trong lúc còn trơ hàng. Cùng làm thợ săn nơi núi lạnh rừng quang, phở mà tôi và lĩnh nương chưa mở mắt chào đời. Phải, lúc ấy tôi có ước thề sống chết có nhau trong lúc nguy nạn. Nếu mai sau có lập gia đình thì hai họ sẽ kết thành thông gia, và đôi bên đã đổi trao kỷ vật bảo đảm cho lời hứa được vững vàng. Để sau này có loạn lạc thành hình nhờ kỷ vật ấy sẽ nhìn được nhau. Đây xin dâng ngài kỷ vật. À, chiếc vòng cảnh ngà do tay tôi chạm trổ và trao tặng cho thân phụ ngài để nhận lại sâu chuỗi ngọc trai. Thế là ngài đã vui lòng chấp nhận cuộc hôn nhân. Vâng. Vậy sau khi dẹp loạn, tôi sẽ đem lễ vật đến rước Thạch Hoa Nương. Ngài sẽ cưới Thạch Hoa Nương. Ngài còn hỏi nữa. Không cưới nàng tôi đến đây làm gì? À kìa, dường như ngài không vừa ý chứ. Không. Chào ngài. Thạch Hoa Nương, Nê Thổ Lăng sẽ thành hôn với Thạch Hoa Nương. Thạch Châu, phải chăng mi đã nói cho Nê Thổ Lăng biết tên Thạch Hoa Nương? Thưa ngài, Thạch Hoa Nương con ruột của mi đã được ta rộng tình nhận làm con nuôi, hôm nay lại tranh đoạt tình yêu với con gái ruột của ta. Chắc mi đã tìm cách nói xấu con gái ta và đã ca ngợi con gái mi với hải đảo tướng quân nên. Bẩm ngài, tôi không bao giờ có tà tâm. Im, kẻ quỷ quyệt đừng trách ta độc ác. Nê Thổ Lăng chỉ biết tên Thạch Hoa Nương thôi chứ không biết mặt. Ta sẽ cho con gái ta mang tên Thạch Hoa Nương để cử hành hôn lễ sau khi cha con mi mất xác. Thượng quan, sao ngài nỡ hẹp hòi ích kỷ,
trong khi thạch hoa nương xem ngài như thân phụ, còn thạch hoa nương xem tôi như một gã tôi đòi. Tuy là con nuôi nhưng đối với ngài thạch hoa nương vẫn kính mến. Ngài gả cho hải đạo tướng quân thì ngài được cao danh vọng, chứ phần tôi thấp hèn làm sao dám nhìn con. Tôi xin ngài thương xót như 18 năm trời ngài đã xót thương, đã bảo vệ cho vợ con kẻ này trong lúc gian khổ tai ương. Lúc tôi còn ở nơi chòi canh làm cái nghề chài lưới nuôi thân, mi đã lầm to, ta chẳng xót thương mi như từ lâu mi ngộ nhận. Ta thấy vợ mi nhan sắc mỹ miều nên xúc động tà tâm, mới đem vợ mi về để chôn gần gũi với ta, và nhận thạch hoa nương làm con để tới luôn với vợ mi không ai ngại. Ngờ đâu nàng nghiêng trinh dám cắn lưỡi quỷ bỏ cuộc đời. À thì mi đã gây ra cái chết cho hiền phụ của ta. Phải rồi, ta làm tội một tên quân báo, nó làm điều sằng bậy để mi khỏi nghi ngờ tưởng ta là chánh đại quang minh. Thật can đài, mi là giả thú, ta báo thù cho vợ ta. À, báo thù, vậy ta giết mi trước rồi thạch qua nương sau. Vậy là mi phải chết. Ta phải đốt dinh đánh lạc hướng mọi người mới được. Có biên, có biên, sư quân dế loạn. Đêm nay trời biển trăng đầy quá, trăng viên và em viên má đào thật quá nương. Đây là đâu trăng tìm nước biết anh tìm mỗi em, sương tìm qua lá tay cầm tay nhau tìm qua tâm tư. Thật qua nương đây là đâu, tâm tình tung canh biến trời mênh mông, hát lên hẹn ước bên đâu bờ đầu. Này là nơi không tạm, đó qua thơm yêu đương xinh tươi, và sắc màu còn đời đời để em trang đi. Này là nơi sao trời, kết hoa mừng tình mình chào đời, trăng vàng vẫn thưa tiểu thơ. Sứ quân giấy loạn, nổi lửa đốt dinh, chẳng biết sinh mạng quan trấn thủ ra sao. Trời ơi, không biết sinh mạng phụ thân tôi như thế nào, tôi phải trở về tìm thân phụ. Không, không thể được, để anh đi tìm quan trấn thủ. Không, Trường Vũ, hãy cho em cùng đi với Trường Vũ. Thạch Hoa Nương, là quan gia phụ thân tôi như thế nào? Thượng quan không còn nữa. Trời, phụ thân tôi đã chết. Và trước khi chết, ngài còn trao cho tôi thanh gươm lĩnh để cho tôi sử dụng quyền hành, và buộc tiểu thơ phải phục thù bằng mọi cách. Dân, tôi phải phục thù bằng mọi cách. Xin dâng lên thân phụ chứng kiến cho con. Kể từ giờ này con xin dâng lời của lão quản gia giết những kẻ cướp cuộc đời thân phụ. Nếu con làm không tròn thì con xin chịu chết với lưỡi gươm này. Được rồi, vậy tiểu thơ hãy theo tôi về kinh đô Phù Nam Quốc, về với vị hôn phu của tiểu thơ. Vị hôn phu của tôi là ai? Là hải đảo tương quân Nê Thổ Lăng. Đây là sâu chuối ngọc, kỷ vật của hai gia đình giao ước khi xưa. Nhưng mà
tôi biết tiểu thơ đã yêu gã thợ săn, nhưng ta không thể nhờ cậy nó rửa thù, vì nó cô đơn cũng như loài chim cu. Còn hải đạo tướng quân là chim bằng nước gió tung mây, là hung thần có quyền tha giết sinh linh, ra một tiếng lệnh là muôn vạn kẻ tuân theo, vì thế bao trùm như địa giống thiên la. Tôi phải nghi phản bội với mối tình đầu, để khỏi phản bội với phụ thân. Lão quản gia, tôi muốn gặp Trường Vũ lần cuối cùng. Gặp làm chi để gây lưu luyến? Hãy dứt bỏ manh áo bên dễ đường, giả từ quá khứ, để Trường Vũ tưởng rằng tiểu thơ phản bội, không còn tìm kiếm tiểu thơ làm bận rộn việc báo thù. Dứt áo đi. Không, đây là chiếc áo da béo trầm hương tám mùa trăng sáng, chàng đã trao tặng người yêu với nguồn say rung cảm chân thành. Áo vẫn còn đây mà tình kia đã phai rồi, nguồn vui chưa trọn nở tôi mặc vào chưa trọn một đêm trăng. Dù giờ để dứt áo đi lòng nào không tê tái, mau đào như ngân chảy về tim. Tôi phải đi đâu khi đứng trước ngã ba đường, một phía nghi là tình còn một bên là hiếu. Đây là thanh gươm lĩnh, nếu còn yêu thương Trường Vũ thì tiểu thơ hãy tự xử cho đúng với lời thề. Lão quan gia, quên lời thề với gươm lĩnh, tôi không quên thù hận trước cây chết đi đau thương của một đấng nghĩa sanh thành. Lòng tôi đang lên giông bão và lệ ưu tư vẫn chảy xuôi dòng. Tôi không thể quên được người cha tôi thờ phượng mất rồi như sao rụng giữa đêm thâu. Trường Vũ bây giờ anh ở đâu? Có nghe sấm sét nổ ngang đầu, có nghe sụp đổ lầu quá mộng, bảo tôi vậy rồi anh đi ở đâu? Thôi tiểu thơ hãy đi mau lên. Vĩnh biệt, vĩnh biệt Trường Vũ. Thật quá nương, em ở đâu? Chiếc áo da beo, chiếc áo ân tình nàng dứt lại, phải chăng nàng khóa bỏ những lời thế hải dưới trắng sương? Qua nương ơi, uổng công có nhọc ta ướp trầm hương, và cắm cụi mấy đêm trường đường kim mối chỉ. Ta đã gieo tâm tư vào công trình tuyệt mỹ để những lời rình rỉ yêu, môi đã kề môi lòng sưởi lòng lo gì nắng hạ với mưa đông. Giờ đây tỉnh giấc hồn tan mộng, biết phở nào phải mối hận lòng. Thật qua nương, ta sẽ tìm em khắp nẻo đường gian khổ. Lời mẹ mãi như đông lúa chiều riêng.
đôi bông mẹ yêu, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mang mát im như sóng chiều. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao, thương con vì sống bao tháng ngày lặn lội nheo nheo nuôi con tới ngày lớn. Dù cho mưa gió hoàng thân gầy mẹ hiền, một sương hay nắng chưa bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm xuân tối vui cùng con nhỏ mơ miên, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng triền. Hai. Trời ơi, nhà của người ta sao ông cứ tới lui hoài vậy ông? Mà con Thanh à, ông đừng kêu tôi như vậy nữa. Ngày xưa tôi đâu có phụ bạc em mà em cố chấp, bị tù tội đài ái phải xa vợ xa con, và thời cuộc đã đẩy đưa nên tôi phải đầm trôi giạt tha phương. Khi gặp dịp về quê thì mới hay gia đình đã nát tan. Tôi nghĩ bận biểu con thơ, nào là cha mẹ chồng cha mẹ ruột, nơi xứ lạ quê người làm sao bao bọc cả gia đình. Nên dầu đau đớn cả tâm can phải làm giấy bán con. Giờ đây con đã lớn khôn rồi, mọi việc đã an bài. Tôi hài lòng nhìn con có danh vọng trong nhung lụa vàng son. Nhưng em đâu có tỏi hưởng mừng vui khi nhìn thấy con được nhiều hạnh phúc, vì sự ngang trai giữa mẹ con chồng chất, và trong những đêm khuya em đã khóc âm thầm. Em hiểu lòng hy sinh của người mẹ bằng một cách sai lầm. Không ai giữ được cảm tình nguyên vẹn khi biết rằng đóa hoa thơm ngát đã sống nhờ loại phân bón thối tha. Không phải tôi nỡ lòng mạt sát sự khổ đau của em, nhưng sự khổ đau đó không nên kéo dài thêm. Khi đứa con đã trưởng thành và biết trọng tình thiên mẫu tử, chính vì nó trưởng thành và có hiếu nên tôi càng phải ngậm miệng làm thinh. Sao lạ vậy? Tôi nói ra thì cả hai mẹ con đều đau khổ, nên tôi phải lặng im để chịu đau như khổ riêng mình. Con tôi không phải bất hiếu ni mà chỉ tại vô tình. Ông tưởng tượng xem nó sẽ đau khổ đến ngần nào khi nhớ tới những lời nắng nhẹ và thái độ rẻ khinh tôi. Lương tâm nó sẽ bị dài dò cắn rứt, thì cha mẹ nào lại muốn cho con phải mang cái ám ảnh tội lỗi trong lòng khi nó sắp hưởng nhiều hạnh phúc bên cạnh chồng con.
em lầm. Tôi đã giáp mặt con, tôi hiểu nhiều về tánh tình của nó. Tôi thấy dầu sự thật kia có làm cho nó khổ sở thì sự khổ sở ấy rất cần để biến cải tâm hồn của nó. Nó có hư đốn gì đâu mà biến cải tâm hồn của nó. Con Thanh nó đang lầm tưởng đồng tiền có thể điểm tô nhân phẩm của nó càng thêm trọng đại, và cái bằng cấp cử nhân của nó làm cho nó thấy mình khôn ngoan hiểu biết, có thể chỉ huy tất cả những người thất học ở chung quanh. Và trong những người thất học kia có mẹ cha của nó mà nó không hay biết. Em đừng nên tiếp tục hiểu sai lầm hy sinh của người mẹ và để cho con cứ mãi phạm tội bất hiếu, dầu chỉ là vô tình. Nhưng lời của ông không an ủi được người mẹ tôi rồi. Hơn nữa ông có quyền gì buộc con Thanh nó sửa tánh? Nó là giọt máu của tôi mà. Giọt máu ấy đã trưởng thành nhờ tình thương của người ta. Hay là ông muốn nhìn con để an ủi tuổi già? Dầu ba năm chăn gối trước kia rất là ngắn ngủi, nhưng cũng đủ cho em hiểu rõ tánh tình tôi. Tôi đâu phải hạng người tham lam ích kỷ, mà tại vì tôi muốn thuyết phục em để đòi lại cái quyền làm mẹ cho đẹp câu mẫu tử tình thâm. Nhưng nay tôi đành bất lực, thôi thì sau này nhờ hoàn cảnh nào mà con Thanh biết em làm mẹ của nó, thì em cứ nói với nó rằng ba của nó đã chết rồi khi nó còn chưa dám thôi nuôi. Chào em. Dì Hai làm gì đó dì Hai? Dạ tôi ủi quần áo cho cô. Tôi biểu dì đi rồi mà, dì đừng đợi ba tôi mất công lắm. Ba tôi lánh mặt để cho dì đi đó. Ủa em làm gì dưới bếp đi? Lên nhà trên đi em. Em nói chuyện với bà một chút. Em cho bà nghỉ việc rồi đó. Cho bà nghỉ việc rồi à? À rồi dì đi ở đâu? Dì có con cái gì ở xứ không hả dì Hai? Dạ tôi có sanh một lần con gái, nhưng nuôi không được. Kế ông bà để mướn tôi về nuôi vú cho cô Hai. Nói quá ra tôi nịnh, nhưng thiệt tình tôi thương cô Hai đây cũng như là con đẻ của tôi vậy. Cảm ơn dì, nhưng tiếc rằng dì không phải là mẹ đẻ của tôi. Đành vậy. Cô Hai à, rồi đấy cô sẽ thành gia thất và sẽ có con. Khi bồng tẻ sơ sinh trong lòng, tia mắt hồn nhiên thâm trầm tình mẫu tơ. Đó là ngày nay nuôi con bằng sữa bò sữa bột. Hương chi ngày xưa tôi phải ăn cơm đỏ muối tiêu để tạo bầu sữa ngọt trong tấm thân đã tiều tụy khô cằn. Tôi với cô tuy là nước lạ người dân, nhưng tôi coi cô là nấm rượu của mình. Hồi cô 4 tuổi, ông bà biểu cho cô thôi bú, buộc lòng tôi phải thoa dầu trên đầu vú, luộc hột gà quăng như sàn cho cô lụm cô ăn. Nhưng mỗi lần cô nhớ sữa khóc lên là tôi lén dẫn cô ra giường cho bú lại. Cô Hai ơi, con người ta mà người ta còn dứt sữa, không phải con mình sao mình chịu cực kỳ khổ mà chi. Rồi bây giờ dì Hai còn người thân nào không? Nghỉ đây rồi dì đi về xứ hay là đi làm chỗ khác ở Sài Gòn này? À mà quê dì ở đâu ha? Anh hỏi sao hỏi đủ thứ mà dì biết trả lời sao? Cô với Dưỡng cứ hỏi thật nhiều đi, để tôi được hân hạnh trả lời lần chốt. Tôi đi rồi biết khi nào gặp mặt nữa đây. Sân dịp này tôi cần cầu chúc cho cô với Dưỡng trăm năm hạnh phúc. Nhớ hồi trái loạn trên chiếc tâm bạn, trôi nổi tản cư, cô thường bập bẻ rằng: Vú ơi, vú phải ở với Thanh hoài như vú. Tôi hân hở trả lời: Vú ở với con cho đến già đến chết. Nay đã trót 20 năm trời, lời hứa của chị
gì mà trịnh trọng vậy nè? Dì hai chỉ nghỉ việc đó. Sao nghỉ vậy dì hai? Dạ tại tôi muốn nghỉ cậu ba. Không khi nào tự ý gì mà dì muốn nghỉ việc hết á. Tại ai đây nè? Tại tao nè, tao cho dì nghỉ đó. Dì làm ơn ra chợ kiếm cô Xuân biểu cô đem cái cạc táp về lẹ lẹ cho tôi đựng sách vở. À nè, dì nói là tôi định cưới cổ đó, mà rồi cổ đi chợ cái kiểu này để chồng nhà gan teo ruột hết còn gì. Cảm phiền đó dì hai. Dạ. Dì hai, sao mà chị đuổi dì hai? Ủa lúc này mày thành loại cái rồi hả Tấn? Đàn ông ấy mà tô mô tóc mắt kỳ lá vậy? Phải rồi, mà đều hỏi là hỏi chơi với chị vậy thôi, chứ còn tôi biết chị đuổi gì hai là tại vì chị nghe lời người chồng tương lai của chị. Tại vì chị ích kỷ, chị là bất hiếu. Khốn nạn, mày đừng có hổn. Tao đợi ba về đây, tao mét lại cho mày coi. Mày không biết chị đến chuyện trong nhà này. Có phải anh Hưng đã nói lại cho chị biết về cái tin đồn ba đã ăn ở với dì hai? Phải, chính anh Hưng nói lại với tao. Đó là chuyện riêng của ông già tôi, anh can thiệp vào đó có ích lợi gì đâu. Mà rồi chắc gì chuyện kia đúng với tin đồn. Nhưng ba chịu thiệt là tin đồn đó có sai đâu. Có phải anh và bác Tám ở bên nhà không bằng lòng khi nghe tin ba tôi chọn dì hai làm vợ phải không? Phải chứ, vì dì hai là người ở, còn bác trai là người giàu sang, có địa vị, có tên tuổi trên thương trường. Anh lo ngại cũng đúng. Nhưng nếu như ba tôi đã cưới dì hai ở mướn này về làm vợ lâu rồi, trước cái ngày mà anh xin hỏi cưới chị hai tôi thì sao? Thì không lẽ vì sợ thương tổn danh giá gia đình anh mà anh xúi chị tôi buộc ba tôi phải bỏ vợ của ba tôi sao? Còn chị 25 tuổi rồi, con đã lớn, cha mẹ đã già, ai phải hy sinh cho ai? Kìa dì hai, mua cả táp cho tôi rồi đó gì? Cảm ơn dì nhau. Chị hai, em tặng chị nè. Đây là thơ của má em gửi cho em trước khi má em từ trần trong bệnh viện. Chị đọc cho dì hai nghe với. Thưa ba con đi. Cháu đi nghe dì hai. Em đi nghe chị hai. Thơ từ gì của nó đâu con đọc thử coi. Tấn, má cần trối lại vài điều quan trọng. Hồi đó đi coi bói, thầy bói biểu xin một đứa con nuôi thì mới phát đạt. Thời mai có người bồng đến cho má một đứa con gái của bà ta. Đứa bé đó là Thanh. Còn má, má. Không không, không phải đâu cô hai. Cậu ba mạo thơ đi gạt cô đó. Hai à, đừng nên giấu con nữa hai à. Má, má ơi, dòng sữa ngọt của má đã nuôi con đến ngày khôn lớn, thì lẽ đâu trái tim con lại khô cạn máu thâm tình. Con đã vô tình phạm tội phụ ơn dưỡng dục sanh thầm, vậy mà bấy lâu nay má vẫn nuốt kỳ lệ khóc thầm, không má chịu nhìn con. Má chôn sâu sợ thật vào trong dĩ vãng, son phết đời con bằng sự sáng vào vai mượn của người ta, để cho con bề hiếu đạo không tròn. Hai à, con nó nói vậy em cũng nên nhận con cho nó đừng thắc mắc nữa. Con, má, đâu phải đến nay má kêu tiếng con ơi lần thứ nhất, mà đã từ lâu má lén kêu nhỏ nhỏ tiếng con với tất cả thâm tình. Dầu con coi má như người dân, má cũng coi con là núm ru của mình. Những tiếng kêu con tha thiết của má từ đây con sẽ không còn nghe nữa. Vì má phải xa con đi chôn dâu cây cội nguồn không rực rỡ, để cho con khỏi bị bên chồng khinh rẻ, thì hạnh phúc tình duyên của con sẽ được yên lành. Không, má đừng đi.
thà là tình con tan dở hơn là duyên ma dở dang. Con còn nhỏ, đời con còn dài, lo gì mà. Con nó nói vậy, em cũng nên nghe lời nó cho nó vui. Vì muốn hy sinh cho con trẻ mà má chịu khổ nghĩ đau đã nghĩ hơn 20 năm trời. Nay má đâu nỡ để cho con gian dở mộng xuân nghĩ thời. Má phải đi, dầu ở xa nhau những lúc nào má cũng thương nhớ đến con. Lâu lâu mà lại lén về thăm để nhìn con sống yên vui trong hạnh phúc, còn hơn là hy sinh một mối tình tươi đẹp để điểm tô hạnh phúc vì tình duyên cằn cỗi của tuổi già. Mẹ có lý của mẹ, con có lý của con, tôi không biết khuyên sao cho đúng nữa. Con để má đi. Má, má không cần phải đi đâu cả. Anh Hưng, đây là má ruột của em, và ba em đã tục quyền với dì hai nuôi Du này đây. Nếu anh thấy đó là một điều làm tổn thương danh gia thì anh hãy về, đừng để cho mẹ con em phải mỗi người một ngả. Má ơi, má nếp gì con mà má phải sống như một người cô phụ, đếm thời gian ý để chờ xuân sắc phai tàn. Đời con giàu có hồng nhưng vẫn còn hy vọng ở ngày mai, chứ con không để má thêm lận đận trên đường ý đời, lặng ý nhìn hạnh phúc. Con nó nói vậy thì cũng nên nghe nó đặng cho nó vui. Con, má. Tài miệng cay cạn chén đêm tàn
biệt từ đây. Kinh ca cao tiệm ly hiền hữu, kinh ca bạn ơi trên sông dịch trong một chiều nắng say, bạn với tôi còn giây phút này thôi, mời bạn cùng chia sẻ chén ly bôi, rồi hai đứa hai phương trời cách biệt. Khuyên quân canh tận nhất bôi tử, giữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu. Chia ly từ đây, mai xa chúc cho mây nhớ phút giây này vui tình thân ai. Ta cách nhau rồi biết bao giờ còn trông thấy nhau phút này. Này bạn ơi, nhấp chén ly bôi sẽ tình sông núi để dời. Tay trong bàn tay ta uống cho say cho ấm tình thân ấy với nhau trong phút. Đây khúc tiêu sầu đưa tiếng chân người đi giữa trời sương cho thiên thần cho gió sương. Ôi giờ phút chia tay đến rồi, ai lối ai phương trời. Sao buồn cao thương trong khúc nhạc sầu vương, cao thương ai nhớ ai. Người đi không mong tay lại non nước trời mây, biết bao giờ sum vầy. Tiệm ly với kinh ca là đôi bạn tâm giao với tuổi thơ bầu rượu. Người đeo đuổi nghiệp kiếm cung, còn ta ru cung điệu sầu thương qua tiếng sáo vòng lưng trời. Ca tụng tình yêu qua khúc nhạc tuyệt vời, đã mang một kiếp đời nghệ sĩ nên điệu buồn chiếu nặng khối tuổi tư. Tiếng sao sầu nức nở bụi, tiếng đưa đêm cơn bóng hàng dương nhạt nhòa xuống trắng. Dìu dắt âm thanh thương tình bầu bạn, bằng tiếng trúc ti reo rắc điệu truy hồng. Náo nồng cây biết quá, thôi vui đừng khói nữa tiếng đi. Sóng bạc đầu mịt tràn giang thuyền đình mạn sắp giang buồn tóc bấn. Hồng trăng sĩ nếu có lương liên xin hãy về nghe lại bản trường. Tan tóc bao trùm cái cỏ lao ai, đến sông nước cũng mang màu ngày ám đạm. Mình bạn chết cho mong người được sống, cái từ đây vĩnh biết bạn tâm đồng. Tráng sĩ hề vượt sông Hàm Dương, dỗ kim hề ca khúc lên đường. Sang tần hề diệt trừ bảo chúa, đem thanh bình hề cho non nước quê hương. Tâu sứ thượng, có sứ thần Yên Quốc kính vào triều kiến.
chớ ra, nhưng phải cẩn thận đề phòng. Phụ mám. Dạ, thần là Kinh Kha sứ thần Diễn Quốc, quỳ dưới bể rồng chúc đại dương ngọc thể an khương. Tận thủy quan này vẫn vững mạnh dưới đầu. Ta không thích nghe lời chúc tụng diễn vong của một sứ thần tiểu quốc. Hãy nói ngay mục đích của sứ thần. Mù Tông, nước chúng tôi đất hẹp người thương, 60 năm cầm cự đã chết 3 còn 1 trước sức mạnh vũ bão của nhà Tần. Nhưng ba nghe có ngày bị tiêu diệt, nên vua của nước tôi xin đầu hàng và chịu công nạp hàng năm. Bên nước Yên của nhà người có một danh tướng lẫy lừng, có lý nào diện tướng đó lại chịu để cho vua nhà người đầu phục tận ban? Dạ, tâu chúa công. Chúa công đoán quả không lầm. Khi hay tin vua nước tôi đầu hàng Tần Ban, thì Ban Hấu Kỳ nguyên soái đã đem binh vào hoàng cung nổi loạn. Ta không tin, sư thật nói dối. Dạ tâu chúa công, đó là sự thật. Ta chỉ tin là sự thật nếu sư thật có đem theo bằng cớ. Dạ dạ, bằng cớ là thủ cách này đây. Xin chúa công hãy xem tường tận, có phải là nguyên nhung của Yên Quốc hay không? Cận vệ quân đâu? Hãy đem chân lên bệ ngọc để ta đó thật hư xem thủ cách của ai. Ồ, quả đúng thật rồi, không thấy nào sai. Đầu của Hoàng Ô thì nguyên soái của Yên Bang, chúa thượng đã tin và không còn chi ngờ vực. Vậy xin chúa thượng nhận ngôn, nhận công lễ hàng năm. Này sư thần Yên Quốc, dạ, chỉ có một cái đầu của Hoàng Ô Kỳ nguyên soái cũng chưa có đủ cho thần thủy quan này đặt trọn niềm tin. Dạ 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 tâu chúa thượng, còn một tấm địa đồ của Yên Quốc đây, thần xin dâng lên chúa thượng. Hả? Bức địa đồ của Yên Quốc? Dân. Vậy là phép này Tần Thủy Hoàng con thấu toàn quái đất ở đây, làm ba chỗ đi dương quay sẽ được xưng danh để nắm vững ngôi trời. Huyết động nước gió ngựa cuồng chinh cho lục quốc kinh tâm, quay dũng của người gây kinh thiên động địa với vạn lý trường thành. Danh lưu vạn cổ bia truyền sử tâm để giữ vững nước non. Việc làm của ta có người bất phục nhất là đám nhỏ sinh dùng chữ nghĩa để miệt kinh, nên ta chẳng ngại ngùng chôn sông còn cùng nông. Và nước tôi nghèo ngu dốt, dân đen không biết gì về văn học nên tinh thần bạc nhược. Xin chúa thượng hãy yên tâm, một tiểu bàn chiến lại không bao giờ phản bội. Khanh là một sứ thần khôn ngoan mạnh điệp, vậy ta cho phép khanh đứng lên và đến gần ta để chỉ dẫn bức địa đồ. Cũng mạng mạng đứng lại đó. Dạ tâu chúa thượng, có điều chỉ khiến chúa thượng thỉnh nộ. Ta muốn biết trong một con địa đồ đó khanh có dấu diêm vật gì chăng? Dạ dạ, nếu chúa thượng còn ngờ vực lòng tin thì đây, đoạn đao kích liễu Tần Thiếu Hoàng bảo chúa. Tất kết, tất kết. Yes, sĩ quân. Hãy bắt coi cái tên sư thần Yên Quốc. Trời ơi, sư mạng của ta đã thất bại rồi. Kinh Kha, ta muốn cho mi thấy quy vũ của Tần Dương trên cõi thế. Đã từng dung gom trên chiến mã xe không gian lấp bảy tây thành. Mi là một kẻ ngu si điên gánh quả vào mình, là đấng hùng anh sao không tức thông thời dẫn để muôn đời lưu hành cho sứ sanh. Ta sẽ xua quân vào lục quốc sau chư hầu về một mối Tần Ban. Ngàn sau ai nhắc thủy hoàng dư âm dậy sóng thép vang lưng trời. Tần thủy hoàng
mạnh thì dùng sức, yếu thì dùng mưu. Nắm vận mệnh của một nước phải biết cương nhu tùy thời cuộc. Vua nước Yên không phải là một con quân bạo ngược, đốt sách viết học trò vì sợ lốt nhỏ sinh. Không tây giảng lý trường thành, bởi quý tử tham sân, lo sợ các nước lẫn bang tràn vào như thác lũ. Làm vua như mi khác chi là loại cầm thú, coi mạng sống tâm linh nào khác chi cây có vô tình. Ta chết đây không phải là một vật hy sinh, mà vì lòng yêu nước của con dân Yên Quốc. Và sau ta còn nhiều người bước tới, cũng có ngày người vỡ mộng cùng chinh. Còn đêm nay ta với mình đi vào tình yêu, để nhung nhớ đến trong muôn chiều, mai một ngày cuộc đời quạnh hiu. Xa nhau xin nhớ ngày ban đầu sao xuyên, xin nhớ người mong chờ tìm, xin nhớ đêm tiếng nữa. Khi tổ quốc kêu lên tiếng sầu, đâu thiếu gì cần biệt ly nhau. Ra đi mang bóng hình của người con gái, trong bóng hình núi rộng sông dài, hai mến yêu gánh mỗi hình. Giữa cánh tay anh dung nhan 16, trong cánh tay em một thiên đàng tơ và nhát hạnh phúc là đây an lạc ở nơi này. Tất cả cho em trọn niềm tâm sự với tình cảm nó đây. Sáng ân cần chiều chuông kẻ ra đi, rồi mai rồi mốt biệt ly, một người rót rượu tiễn người đi xa. Tâm sự chúng mình chúc càng đêm nay, bọt rượu chia ly làm lưỡi môi cay sẽ gần nhau còn một đêm nay. Mình giao kỷ niệm cho dài nhớ thương, mai này nhạc vẫn phai hương. Trái sầu rụng xám thiên đường bụi xanh, kẻ ra đi kể cho người ở lại tích. Dòng phố là bài học thiên thu về lòng chung thủy của con khi người. Mơ ước nhỏ nhoi của vợ chồng có thể là được gần nhau và yêu mến trọn đời. Dù dấu biển cuộc đời làm ngăn cách, vẫn đợi vẫn chờ một giả thủy chung. Cô thể đợi chồng qua đá trên non, tấm lòng kinh liệt nắng mưa không dời đổi. Em sẽ nói gương người xưa học làm liệt phụ, trọn một đời vẹn giữ tâm tình chung. À...
nào nón được hết bính đau. Duyên hồng mà xỉn đau mà thôi sầu thối thầm. Ai thương mai cảm ngầm mừng mừng tôi hứng hứng. Gió reo mà vui cuộc mà tương phục màu an ca. Rồi đây ngày tháng chờ mong thương nhớ em là xuân nữ dòng phu biển biết bốn phương trời. Tóc dân lượt thương tóc rối đạo tăng sự tới bời. Hồng nhãn cách xa má hồng thôi đáng điểm đời vắng anh rồi. Những giọt tình thơm ướt mặn đêm đêm, lời nghẹn tiếng đưa làm mềm kỷ niệm. Anh bước chân đi đêm đêm em, anh thầm cầu nguyện cho kẻ ra đi còn trở lại vui thanh bình.
dám đột nhập vào sào huyệt của ta. Ông Lai, Cam Trường Hận, tướng cướp trái tim đen. Đợi. Khoan, sao cô nương vội nóng thế? Cái gì? Cô nương nào? Ở đây chỉ có tôi và cô nương. Chẳng lẽ rồi tôi nói chuyện cô nương nào khác? Ta. Ừ. Ta là một tráng sĩ uy nghiêm như thế này mà gọi là cô nương nghe nó kỳ quá. Vâng, xin lỗi cô nương. Nữa, cũng cô nương nữa. Nếu nhà ngươi còn gọi ta bằng hai tiếng cô nương thì giữa ta và ngươi sẽ một còn một mất. Vâng, tôi xin bỏ đứt hai tiếng cô nương. Được. Ông tướng cướp ơi. Dạ. Thì ông nói đi chứ. Dạ tôi biết nói gì giờ. Thì ông thấy gì đó ông nói đại đi. Chứ chẳng lẽ tôi với ông cứ đứng nhìn mãi nhau sao? Thấy gì nói nấy ha. Ừ. Dạ thưa tiểu thơ. Nữa à, cũng tiểu thơ nữa à. Đâu tiểu thơ nào đâu. Ông này kỳ quá à. Bộ chẳng lẽ ông cho tôi là con gái hả? Hoàng Thi Linh, tiểu thơ, đừng đóng kịch nữa. Xin cho phép được lột chiếc khăn bao mặt của tiểu thơ. Kìa, ông, tại sao ông biết được tôi? Tôi và ông chưa một lần nào đối mặt. Ông là ai? Tôi là ai? Tôi là kẻ được trui rèn trong đau khổ. 4 tuổi đầu, tôi đã bị vứt bỏ giữa một miền hoang sơ. Tôi lớn lên trong tuổi nhục căm hờn, sự thù hận nên dưỡng nuôi tôi thay con thay sữa mẹ. Tôi gian ông, cha của tôi đã làm gì nên tôi? Cha nàng đã cướp mất của tôi đi tình phụ tử thiên liên, làm cho tôi suốt đời đau khổ như một kiếp bèo dạt vào mưa. Đó sẽ trả thù của ông đó. Ông hãy giết tôi đi. Phải, ta phải giết nàng để trả hận. Ta phải giết nàng để trả hận. Nhưng mà trời ơi, Cam Trường Hân, có phải trái tim của ông vừa xúc động? Hoàng Thúy Linh, nếu giữa hai ta không có một bức tường thù hận cách ngăn thì bướm sẽ tìm qua. Qua với bướm hát bài ca làm đẹp ánh trăng trong. Cam Trường Hân, một bài ca tình tứ, một khúc nhạc êm đềm. Có hoa có bướm già trăng sáng, mộng mị cánh dài quạnh bóng đêm. Em ơi, có gió sầu lâng lâng, có trăng buồn bâng khuâng, có mây trời ưu tư như tiếng ca hai tà tư. Đường vào mùa thu có lá vàng rơi, trăng sầu ngơ ngác, trăng soi bên hồ chuyện tình đầu bằng hoa với bướm. Từ ngàn xưa cho tới ngàn sau, từ ngàn xưa cho tới ngàn sau, chuyện ban đầu của hai người, từ hai
phương trời ngân có xa. Vì quán thù xưa cho đến ngàn năm khó mong phải nhòa. Anh ơi còn chi nước mắt trào mi, trăng nước biệt ly, thôi nhé từ đây, thôi nhé từ đây. Một đêm tao phùng sao trái ngang cay đắng yêu làm sao, khi trên đôi vai còn chất nặng mối thâm thơ. Ta thấy hồn ta như nhuộm lớp mây mù, trời ơi 14 tuổi đã nếm mùi sương gió tưởng đau lòng, da khô cằn như sỏi đá quang. Chỉ một đêm sương nhuộm màu trắng, hoa ân ái lại nở bừng hương trước gió. Ta lại thấy hồn ta mở ngõ đưa dòng ta ấy chào đón nhụy ân tình. Đại ca ơi, đại ca! Chết! Thôi Từ Loan đã đến. Em hãy vào trong cải dặn lại Nam Trang. Đi, mau đi. Không! Bộ anh sợ cô bé lắm sao? Ai sợ nào đâu. Không sợ mà đuổi người ta đi. Đuổi gì? Ta mời chứ đuổi gì. Đại ca ơi! Kìa, tới rồi kìa, mau đi. Không có mau gì hết á. Cô ta đến thì mặc cô ta. Thôi mà, tội nghiệp anh mà lính bụi. Đại ca! Kìa, thôi Hiền Muội. Sao Hiền Muội không ở ngoài sảnh đường với Phùng Nhị Đệ? Ở ngoài ấy chỉ có gió heo mây trở lạnh và lá cuối thu rơi tàn mạn giang hồ. Em thấy mình như cánh chim nhỏ bơ vơ, thèm tổ ấm giữa đêm đông dài trong trại. Thôi Hiền Muội, em vẫn chứa chan nhiều mơ cảm, nhưng đời chúng ta phải như sắt thép được trui rèn. Vâng, em cũng muốn làm một khối đá vô tri, đứng sừng sững giữa phong sương tuế nguyệt. Nhưng bỗng nhiên trong những chiều trở lạnh, em nghe lòng khắc khoải nhớ thương ai. Thôi Hiền Muội, em muốn nói. Có những chiều nhìn đại ca đứng lặng dưới hoàng hôn, mắt đăm đăm về phương trời vô tận. Thôi Hiền Muội, anh biết tâm tình của Thôi Hiền Muội hơn ai hết, nhưng còn một kẻ rất yêu Hiền Muội đã từ lâu. Đại ca muốn nói đến Phùng Nhị Đệ. Nhưng đại ca ơi, tình yêu đâu phải thứ ai mua cũng bán, ai đổi cũng trao cho. Như món hàng giữa chợ chiều lứa thưa, khách bỏ muội ơi, anh trót hẹn với lòng là phải thương các em đến tận cùng, dù phải đánh đổi bao não nùng, anh cũng nguyện nhận lấy phần anh. Tình cảm của đại ca rất thâm sâu như sông sao gã lạ mặt này được ra vào tuyệt tình cốc như một người quen thuộc?
Tại vì... Vì sao? Thì tại vì đại ca... Đại ca sao? Tại vì đại ca đã cùng ta kết nghĩa trăm năm. Hả? Ý, không phải, nói lộn. Kết nghĩa để quên. Ừ. Tại vì đại ca với cùng cô nương đây kết... Cái gì cô nương? Cô nương nào? Đại ca quên, đại ca nói lộn. Đại ca cùng với gã này nè, có tình huynh đệ đó chứ. Phải, và đại ca còn hứa gả nàng cho ta. Vậy kể từ nay, ta cấm nàng quyến liếu mà đại ca ta nữa. Cấm, ta cấm nhà ngươi không được nói càng như thế. Đại ca. Gì? Không lẽ đại ca lại hứa gả em? Vậy chứ con gái lớn sồ sồ như thế này, để ở không chi cho nhức mắt người ta. Thôi đi, đừng có nhiều lời. Hãy tránh đi nơi khác để ta nói chuyện riêng với đại ca của ta. Không, ta không đi đâu cả. Và ta cũng cấm nàng nói chuyện riêng với đại ca ta. Thôi đi các cô ơi, đừng rầy rà nhau chi nữa. Ở đây chỉ có một mình em là gái, sao đại ca lại gọi các cô này, các cô nào hả? Đại ca quên. Đại ca muốn nói là các em đừng cãi giả với nhau mà mất tình huynh đệ chi giao. Nhưng em ghét cay ghét đắng gã này. Trời ơi, đàn ông gì mà bộ mặt y như là con gái vậy à? Ờ, thì tôi là con gái. Không phải, tôi là con trai. Nhưng tôi có động chạm gì ai? Tại sao cô nương lại ghét bỏ tôi? À, tôi biết rồi. Thôi, tôi xin lỗi nha cô nương. Phải đó, thiệu thật. Ủa, mà em, hãy mau tả lỗi với nàng. Tôi nói tôi ghét hoài, ghét cho tới sang năm. Thôi mà, ghét tôi chi dai vậy cô nương. Tôi xin lỗi đó. Và xin nàng cho tôi được nâng niu đôi tay ngàn ngọc. Tên khốn nạn, buông ra. Tại sao mày dám tán tỉnh hiền muội ta? Trời ơi, vậy rồi ghen sao? Kỳ quá ta. À, có lẽ nhà ngươi không muốn sống trên thế gian này nữa. Hãy đỡ. Khoan, Phùng Nhĩ Đệ, nghe đại ca nói đây nè, không phải như vậy đâu. Đại ca em còn chịu đựng làm sao? Bởi bao năm qua đã sống trong mỏi mòn chờ đợi, thế mà con đò tình duyên đã bỏ bến sang ngang không đợi kẻ sang đò. Để biết chờ ai khi đêm lạnh sương mờ, sau khi thanh toán xong phần nợ máu, em sẽ một mình sống kiếp già để xót thầm cho số kiếp bơ vơ khi nhìn trăng lạnh nhô lên đỉnh núi. Nhưng trước khi trở về đời các bụi, anh hãy cho em tận diệt kẻ thâm thù. Quân hàng châu phủ đang ào ạt tấn công. Nhĩ Đệ, em đã phục binh bờ hồ Sa Nguyễn, còn Thôi Hiền Muội, hãy đưa gã này vào trong thành động chờ anh. Đại ca. Quân. Dạ. Hãy lục soát kỹ càng khắp mọi nơi. Quá. Kìa, nhà ngươi là ai? Tại sao ngươi nhìn ta sòng sọc, đôi mắt như chưa chan hận thù? Ngươi là ai? Cam Trường Hận. Ủa. Tượng cúc trai kim đen. Phải. Hoàng Diễn Phủ, ngươi hãy xem đây. Tên của ngươi ta khắc trên thanh gỗ nhỏ, và ta đã mang theo suốt 20 năm dài. Để làm gì? Đòi nợ. Ồ, nợ gì? Nợ máu. Ta đã làm gì? Ta đã giết ai? Cha mẹ ta, những thể xác nằm sâu trong đáy mộ, mà quan hồn có lẽ còn dương vấn ở đâu đây. 20 năm ta lớn lên trong oán hận, quyết tìm ngươi để thanh toán một oán cừu. Thôi, đừng bịa chuyện du dơ, hỡi tên cuồng si dại. Tôi của nhà ngươi ta đây chưa từng trị, thì đừng vui hàm hồ kết tội một đại quan. Im! Hỡi tên mọt nước sâu dân, đừng mượn tước phẩm của nhà vua làm những điều bạc ác vô nhân, gây thông khổ cho khắp muôn dân. Ta không thèm lý sự với một tên tướng cướp buồn xì. Quân bay đâu? Bào kiếp ra tay, hãy ấp đi vào giết phức nó đi. Quá! Bọn thủ hạ, chúng bay chỉ là những kẻ vô can. Đừng quỳ bên trước kẻ tham quan. E
có ngày sẽ bị thác quan. Bị đâu? Y lĩnh. À. Ồ. Tên tôi cướp đã đến ngày tận số. Ta dùng một gác gom để đưa hồn mi về số vàng. Khoan, xin đừng nhúng tay gây thêm tội ác cho nghiệp chướng quan gia phía chồng chất đến muôn đời. Kìa, nhà ngươi là ai? Là một cái kẻ đứng bên đề nhà của nghĩ một câu chuyện cũ. Đã muốn trốn tránh xa nhưng mà nợ quan gia còn ràng buộc, nên mới đến nơi này để ngăn cản hành động của người. Ngăn cản ta? Vậy người hãy suy xét kỹ mà thương tình tha thứ cho một kẻ xa cơ. Tha thứ làm sao được một tên tướng cướp tàn bạo hung hăng? Nè, thổi lẩu ăn mày kia ngươi là ai mà muốn tìm trong giới ta? Ta là ai? Một ngày kia mi sẽ rõ, còn bây giờ ta quyết bảo vệ sinh mạng tướng cướp đến kỳ cùng. Quân sĩ đâu? Yeah. Hãy giết lão già mù đi cho ta. Hả? Lão già mù đã bỏ chạy, còn lại tên tướng cướp trái tim đen cũng đã trọng thương. Ta sẽ tiêu hủy tên ngươi giữa chốn giang hồ. Ta quyết bảo vệ thanh danh đến giờ phút chót. À, dừng tay lại, tướng cướp trái tim đen. Nhà ngươi là ai? Hàng Châu đệ nhất kiếm Cam Thường Vũ. Cam trác sĩ, hãy mau cứu ta, hãy cứu con gái ta. Làm chồng của Hoàng Thuy Linh không ai xứng đáng bằng Hàng Châu đệ nhất kiếm là Cam trác sĩ. Làm chồng của Hoàng Thuy Linh không ai xứng đáng bằng đệ nhất Hàng Châu Cam trác sĩ. Nội lao, ta sẽ bôi tên đệ nhất Hàng Châu Cam trác sĩ trong phút giây này. Tướng cướp trái tim đen, sao bỗng dưng nhà ngươi giận dữ, đôi mắt long lên khi nghe đến chuyện hôn nhân? Im, đừng có nói chuyện hôn nhân. Giữa một vùng quan sơn trơ trọi, tuyệt tình cốc là đây nơi chấm dứt mọi tình yêu. Cuộc đời mà thiếu tình yêu thì làm mà sao vui sống được. Ta là kẻ đắm đuối say sưa rất cần nhan sắc của hoàng tiểu thơ. Ta hứa và sẽ giữ lời để tiên tới việc hôn nhân. Nghĩa tế, mau giết kẻ thù để chúng ta sớm trở lại Hàng Châu. Thôi, hãy dẹp bỏ cả đi những thứ tình yêu du dơ vụng dại. Ta sẽ chọn cho các ngươi một cái chết thật an vui. À, chết ta rồi. Khoan, đừng giết người cô Thi. Ngươi là ai? Sao lại bao kính cả mặt mày? Ngươi là ai? Vô danh kiếm khách. Đại ca, trời ơi, tại sao đại ca đến nông nỗi này? Thôi Từ Loan, nàng hãy đưa Cam Trường Hận ra đi lập tức, cho khỏi nơi này có tà cản lối. Quân sĩ của triều đình hãy đưa dạng đi mau. Xin dạng tạ ân nhân ráng đi đại ca. À, gã vô danh lớn mật, tại sao ngươi có mặt làm cản trở chúng ta? Nhà ngươi là ai? Nè, hãy lục đằng bao mắt nó xem là hạng người nào. Hãy biết ta là kim khắc, còn tên của ta thì cứ gọi là vô danh. Này để nhất kiếm Hàng Châu không nể gì ai, qua tự cao tự đại coi chừng mất mạng. Tên cuồng dại im ngay, hãy xem kiếm của ta đây. À, à, lục đằng bao mắt tôi ra xem đó là ai. Cha. Ồ, trời, con Hoàng Thi Linh tiểu thơ. Lên đến trên sông chiếc đò nghèo chờ người trên bên dân qua.
qua sớm chiều. Người đi qua còn đi mãi mãi, neo thuyền không giữ vững để đò dẫn. Sông sâu trôi theo bao niềm nhớ, chiều về còn nhớ hoài người sáng sông. Đò nghèo nặng tình cùng sông sâu, duyên kịp bên dòng nước xây nghiệp cầu. Mời khách sang sông sao còn ngẩn ngơ đứng đó, hãy xuống đây em cho đò rời bến hạ nhịp chèo cua sông gần mặt sông đây. Chiếc thuyền con đưa rước đã bao ngày, hỡi cô lái ngoan hiền nho nhỏ, tuổi mới trăng tròn ngày sao đã xóm giang lao. Nhà em nghèo chỉ một con một mẹ, nên đã rời mái trường trong lứa tuổi hồn nhiên. Đôi tay non đã buông bức buông nghiêng, bến sông buồn cua chèo đưa rước khách. Còn đợi khách anh hùng nên con đò nhỏ vẫn chưa tìm ra bến đồ. Thưa, đò đã cắm sào trên bến hạ, qua sông rồi xin mời khách dời chân. Rộng lớn như lòng sông.
sầu vương mắt biết bến hạ điều hiểu lao lách cùng bơ thơ. Đò vẫn sang sông mà như nặng ý mong chờ. Ngày qua ngày đò rước đưa bao nhiêu khách, nhưng lòng cô lái đò chỉ chờ đợi một người thôi. Người đã sang bên hạ từ bao giờ mà để thương để nhớ trong lòng cô lái nhỏ. Người đã sang sông khi cuối trời xa hồng lứa loạn, từ đó đến nay vẫn chưa một lần về. Người trai ngày đó khách cúi đầu không trả lời câu hỏi, cô lái ngậm ngùi nhìn cuối trời xa. Đã mấy thu qua trên sông lạnh, người vẫn còn xa nên bến hạ còn chờ. Rồi một hôm trên đò cũ người ta gặp cô lái mới, cô ngậm ngùi khi có ai hỏi cô lái ngày xưa. Cô lái ngày xưa đã rời bến hạ, vào một buổi chiều có người khách lạ báo tin xa.
sương gió em sẽ là ngọn lửa tình yêu xua giá lạnh những đêm dài. Là nắng ban mai, là gió đêm hè, là dòng sông mình qua sa mạc, là cơn mưa rào tươi mát hồn anh, là kẻ trọn đời xưa kiếp yêu anh, tình yêu duy nhất em đã trao cho anh rồi đó. Anh với em hòa chung nhịp thở, như lá chung cành chìm liền cánh giữa trời xa. Qua bên ấy một màu hoa tím xưa, đã bao lần tôi cố tìm quên, sao vẫn nhớ sắc hoa nằm nở. Dù thời gian rơi đi nhớ thương, dù đời hoa vàng phai úa tàn, nhưng màu tím không tàn trong tôi. Rồi một mai anh về cùng các bụi, em sẽ là bia đá ngàn năm ghi tạ tâm chung tình. Em sẽ là chim quanh ru anh yên giấc trọn đời, em sẽ là loài hoa rực sắc gợi gió mang hương về ướp ngọt tình anh. Em sẽ là cây cao bóng mát nhẹ nghiêng mình che nắng mộ thân yêu, là dần nhờ cánh chim bay khắp nẻo đường mây. Sông ơi có chạy về trăm ngã, chim có bay khắp nẻo trời cao, xin mang giùm tôi lời thương nhớ gửi người xa khuất bóng chân trời. Anh đã bảo với em con đường duy nhất, nẻo tình yêu ta sẽ gặp nhau. Dù yêu là chịu khổ đau, bước chân đã liều ta cứ tìm nhau. Chiều buồn nghiêng nắng, đường vắng cô đơn lang thang. Mây trên cao bay vượt chân trời và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau và đến bên nhau chưa quên thời gian, quên đi bao lo buồn đau với kiếp sống lạc loài.
Em ơi anh như con thuyền kia, mãi lên đến trên theo con nước ngoài khơi. Cho đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng. Nếu đã có những lúc anh biết rằng, dù đã ra đi nơi phương trời xa, em yêu ơi từ ngày nhớ em trong trái tim anh luôn mong em quay về đây. Tôi lại gặp anh chiều nay nơi quán nhỏ, mái tóc thanh xuân giờ như màu sương gió, chuyện cố tình xưa mình nói mấy chỗ. Lòng ta nghe trong tim cô đơn mong mong chờ tình yêu, hỡi sao ai mang cho ta sầu đau. Để rồi giờ một mình em lặng lẽ cô đơn quan du lòng em, qua bao đêm em như còn nghe tiếng ai hát ngọt ngào. Anh ơi em như bao biển sóng mãi lên đơn trôi theo con nước ngoài khơi. Hôm nay em như chim biển vắng vắng thương nhớ buồn. Nếu đã có những lúc anh nói rằng tình đã qua theo bao thời gian. Anh yêu ơi từ ngày nhớ anh, em mong rằng một ngày anh quay về đây. Lại gặp nhau trời đêm nay sáng qua anh trăng non nghe cười sáu ngàn la, mình bước nhỏ bên nhau trên đường vắng thương người. Kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày, lối gầy về nhà xưa qua vẫn nở niệm ngày nào như sống lại dưới bước chân. Cũng
con đường này những ngày tháng đã xa xăm, mình bước bên nhau chiều tan đi trường về buồn. Đèn vàng ngoại ô đến nay còn đó sao, bước chân ngày xưa giờ bơ ngỡ ngập ngừng. Sự thật làm cho ta đau xót. Người vợ mà ta sắp cưới đã xây mộng tình cùng với ai kia. Họ đã cùng nhau biển hẹn non thề và cùng đau khổ trước giờ ly biệt. Trời ơi, ta là kẻ đến sau trong tim yêu đuổm nồng chung thủy, dù trong tay ta có vạn hùng binh để chiếm lý thâu. Ta là kẻ bại binh trên chiến trận ái tình quyền cơ. Trời ơi, sao nàng không là vợ ta? Một người vợ từ thể xác đến linh hồn còn nguyên vẹn băng trinh. Ta biết nàng vì nước phải hy sinh mối tình đầu thơ mộng, một mối tình và chấm đi theo qua của bực đi công nương lòng lấy sắc hương đi nơi điện ngọc hay cung vàng. Không không có thể được, vì thế của ta đã khuất phục được những con người bằng xương bằng thịt, thì trước tâm hồn của họ, trước tâm hồn của họ lẽ nào ta cam chịu bỏ tay sao? Gươm ta vẫn còn bén, sức ta còn mạnh, quân lực ta còn nhiều, ta phải chiếm đoạt tất cả, chiếm đoạt cả tâm hồn lẫn thể xác. Ta phải thắng, thắng mọi trở lực trên chiến trường đau kiếm và trên lãnh vực yêu đương. Ta phải chinh phục tình yêu, tình yêu của những y tràng y mài hiểu ma hồng. Quyền cơ ơi, nàng thu hút hồn ta bằng đôi mắt ưu quyền mơ mộng. Nhưng tại sao ngăn cách đôi lòng để riêng cho ta chịu túi sầu vì mối hận tình duyên. Đường đường một vị thái tử Tần Bang mà lại chịu thua kém kẻ anh hùng của Triệu Quốc à? Hồng Cẩm tướng quân, có tôi. Ngài đã hiểu tâm sự của ta. Ta đã thề giết chết kẻ tình địch của ta. Không, không dễ dàng như ý ngài tưởng đâu. Vì Trần Anh Kiệt bậc tài danh của nước Triệu, muốn thắng được hắn trong tay phải có bản trận đồ của Bạch Vân Thành. Vậy ta nhờ tướng quân giúp sức, ta sẽ đền ơn tướng quân một nửa gian sang nước Triệu nha. Thái tử cứ tin tôi. Chào ngài. Chào ngài. Trời ơi, nghe họ tâm sự không mà cổ tôi muốn nổi óc chơn tay muốn rụng rời. Ghê gớm thay cho lòng giả con người mà cũng ngao ngang thay cho những loài muôn dân ban nước. Thiệt mà người ta nói không sai, người ta nói yêu nhau cục và muối sẽ đôi, ngon hơn phải nuốt 30 tạ đường.
Đôi tim kết chặt tình thương ai, tình võ lực thì bắt đường tương trao. Ôi đua qua sang ngời đỏ rực, sao lòng ta như nhật thầm mâm mưu. Lệ giao môi rượu cười để làm gì, miệng chưa nhấp môi đà tay tay. Anh Kiệt chàng, ô kìa, sao chàng lố vẻ hững hờ giờ hốt cấn, không vui vẻ cùng em nhấp cạn chén giao bôi. Hộp cận giao bôi, trời ơi đau đớn lắm nè trời. Duyên trai hương khiến cho ta tâm cuồng ti loạn. Ta phải đi, ta phải đi cho bão lòng lắng xuống. Chào nàng. Anh Kiệt chàng ơi, đuốc qua chưa tắt rượu cưới còn đây, sao chàng nở thờ lạnh đạm để em phải lẻ loi tức mối duyên. Rời ra dở dăng, ôi tung đàn chưa trỗi đã dứt ngang vì lỗi nhịp. Nhưng nghĩa sắc cầm tôi quyết chờ dịp để nối dây. Chồng vợ dù một phút một giây, nhưng thằng gái dù quỳ xuất gia có một lần. Quyền Lan nàng hỡi, nếu nàng hiểu rõ giữa anh Kiệt và Quyền Cơ đã gắn bó tâm tình, nàng chỉ là một con cờ thay thế hy sinh, thì nàng tha thứ cho anh Kiệt khiến nàng dở mộng. Dân, ta sẽ thư tha cho tất cả, nhưng hỡi ơi làm sao dập tắt ngọn lửa yêu đương đang bùng cháy trong lòng cô gái mới du quy. Tha là đừng thử phim xôi gì, chứ ai nỡ để cho đàn tơ lỗi nhịp khiến chú tình duyên ngang trái dở dang. Thì sao khỏi suốt đàn tối hận bé bằng duyên tơ cất dài đồng thắm bên lòng, chờ buổi sắc cầm nổi dây hôn nhân ai dễ nhường ai. Tình xuân đào ra ta đắm say yêu chàng. Phải, nàng thì say đắm yêu chàng, mà chàng lại say đắm yêu kẻ khác. Kìa, Hồng Cẩm tướng quân, ngài vừa nói gì thế? Dạ, tôi muốn nói, hiện giờ Trần Anh Kiệt đang đắm say với nàng Quyền Cơ, bỏ mặt Quyền Lan đau đớn môi duyên thừa. Tôi tiếc thương một cành hoa xuân thâm, chịu cánh lạnh lùng giữa đêm tanh hồn. Nàng phải đem trí tài chiếm lại tình thương. Tôi như một người mù, ngài có kế gì xin làm ơn chỉ giáo. Được rồi, muốn chiếm lại tình yêu, nàng hãy nghe tôi, giấu bản trận đồ kia đi nha. À, hay lắm, ngài đã vì hạnh phúc của vợ chồng tôi mà hiến kế. Tôi xin cảm tạ ơn ngài. Này, nhờ ngài hãy cất giấu giùm bản trận đồ nhé, đừng để lọt vào tay quân giặc nha. Công chúa yên tâm. Trời ơi, bản trận đồ bỗng nhiên mất tích, đã lọt vào tay quân giặc thì tan nát bạch dân thành. Hay là Quyền Cơ đã nghe lời thái tử nước Tần, đã vào đây trộm lấy để làm của hồi môn ngày xuất gia. Ta phải theo đuổi đòi nàng phải giao trả. Dạ trễ rồi, còn gì phải theo đuổi cho uổng công. Quả thật Quyền Cơ đã một giả theo chồng. Đó, đó kìa, ngài có nghe chăng? Từ xa vang lại tiếng reo hò vang dậy. Dạ. Điều chi? Bạch Vân Thành đã thất thủ trước quân lực hùng cường của thái tử Tần Cảnh Thông. Đó, thất thủ rõ ràng rồi. Đành nghiêng ngựa ca non sông vì tai trang tuyệt sắc theo chồng sang Tần Quốc. Trời, trời ơi, bấy lâu nay Bạch Vân Thành đã chận đứng gót tâm lăng của quân Tần hung dữ, nhưng giờ đây phải nát tan bởi một trang nhi nữ si Tần. Vì hạnh phúc riêng mình mà quên cả quê cha đất kia tổ. Bán tận đồ mất đi chắc đã vào tay quân tàn bạo. Nên chung chim Bạch Vân Thành với thế mạnh tợ cuồng phong.
Trần Anh Kiệt đó. À, tôi... Trần Anh Kiệt cuộc cờ đã thất vậy, hãy mau mau ghi hàng thì mới mong được hoàn thân. Ta khuyên cho dài khờ nông cạn giữ niềm ai quốc tùng quân. Bản trận đồ đã về ta thì đừng đừng hòng trong giữ được tiểu bang. Bơ tần cảnh thông mì của tháng ta chẳng qua đông một thế cờ gian lần. Dù ta bại chiến nhưng còn cả nước tiểu hùng anh sẽ thay thế ta giết giặc tần tâm lược giả màng. Mũi tên độc sẽ kết liễu đời ta trong bức hằng. Trần Anh Kiệt mày có biết mày chết đây chẳng qua do tay người đàn bà. Đó là quyền cơ công chúa bởi nàng đã giao bán trận đồ lại cho ta. Trời, trời ơi, sự thật hiển nhiên ta còn phân vân ảo mộng. Vậy trước phút mi lâm chung đây ta trả lại mi bản trận đồ. Trời ơi, quyền cơ, quyền cơ bản trận đồ tiểu quốc. Trời, anh Kiệt, anh Kiệt đã chết rồi. Trời ơi, làm sao tôi minh dạy mối tình chung thủy. Ai hiểu được lòng quyền cơ trong trắng như hương. Mang nỗi quan tình là phản bội quê hương. Ta còn sống nữa chi cho thêm đều tủi nhục. Anh Kiệt, xin hãy chờ em nơi chinh suối. Dạ khoan, xin nàng cho nguyên sinh uống mạng. Vì có tôi là Ngụy Ba liều chết thi thân giúp nàng minh giải nỗi quan tình. Chuyện xảy ra tôi thông rõ ngọn ngành. Tôi biết ai chung tình ai yêu nước cất bước sang tầng lẫn đẳng tay. Nát thân nát cản tình thương nhường duyên cho chị thân mình có xa chi. Về đâu chị mê chữ du quy để cho em út bao nhiêu cái chuyện buồn. Việc xảy ra chính bởi tay lũ giặc tần chứ chị Quyền Lan có làm chi nên tội. Quyền cơ nàng ôi bạch dân thành tan nát Trần Anh Kiệt mạng vong. Cũng chỉ bởi Quyền Lan nở đang tay ăn cắp bản trận đồ. Vẫn nàng có mắt như đuôi lại nhà hồng cẩm mà trao cất dùng. Mèo kia được miếng mồi ngon cứ ban liều ban rẻ hiên dân cho giặc tần. Khiến tôi đây tức ngực căm gan tôi xì hơi nói thật là trang phường bất lương. Xin nàng đừng con chết quan hải sông rửa hờn cho anh Kiệt nàng ơi. Có tôi để xin giúp một tay chỉ tên vạch mặt những ai hại người. Phải, ta phải sống để trả thù cho anh Kiệt. Kìa, Tần Cảnh Thông sắp trở lại. Đây, đây là gói thuốc độc nàng y kế mà thi hành. À kìa, Quyền Cơ hiền phú. Dạ, tiếp chờ chàng để ca ngợi chiến công của bậc anh hùng cái thế. Mà cũng là người chồng yêu quý của Quyền Cơ. Hay lắm, hay lắm. Rượu mừng chiến thắng ta uống cạn cho nàng vui. Ta là kẻ chiến thắng một tiếng yêu người đẹp. Cũng như ta đã chiến thắng Bạch Dân Thành. Đây, Quyền Cơ ta uống. Ta phải say, ta phải say. Ủa, tại sao chân tay ta rũ riệt, ruột gan ta như dao cắt, và đôi mắt ta lại mờ? À, thuốc độc, Quyền Cơ nàng giết ta bằng thuốc độc, con tiện tỳ khốn kiếp. Khoan, tội ông phải chết, Quyền Cơ vô tội tôi quyết binh vực tới cùng. À, Ngụy Ba, mi phản ta. Không, tôi không phản ông chết đây là vì tay một người gái kiệu. Giặc Tần đã chết,
thế là xong một kiếp bảo tàng. Muôn tâu bệ hạ, xin thánh hoàng trị tội kẻ phản gian đã dâng bản tặng đồ cho giặc mới gây nên thảm họa. Kẻ ấy là Quyền Cơ công chúa. À, là Quyền Cơ. Con là vợ Cảnh Thông, bản trận đồ lọt về tay chồng của mi. Đao võ quân. Dạ. Khoan, xin phụ vương úi cân phẫn nộ rộng lượng khoan dung nghe con trẻ phân tường. Phụ vương ơi, em con vô tội mà phải mang lấy quan nghi tình. Sự thật thì kẻ trộm bản trận đồ chính là con, là công chúa Quyền Lan. Đây chẳng qua vì một phút hờn ghen ngu muội nên con lầm kế đưa tà văn. Vô tình con nào rõ con đã làm cho nghiêng ngửa gian sang, và con làm cho non sông y sớm chịu điêu tàn. Trời, thì ra con là thủ phạm mà. Quyền Lan, nàng cuồng trí rồi sao? Không, tôi vẫn tỉnh, tôi vẫn còn đủ tinh thần sáng suốt để sám hối tội tình. Chị ơi, sao chị ghi chi cảnh đau lòng cho dương y phụ? Chị hại nước hại non giữa kia mi sinh cả hạnh phúc yêu đương. Chị có cảm xúc chăng khi nhìn thấy nước mắt kẻ sang tầng dưới chăn lòng đất triều? Ngày nay anh kiệt mạng dông bạch chân thành đổ nát, nếu em không nhờ quỷ ba sắp bài độc ký âm sát cảnh thông, thì phụ vương ta đã mất chiếc ghi ngày vàng. Dân chúng triệu bang sống tuổi nhục đê hèn, dưới gót dài của quân y tâm lược. Và trước diễn anh đi đâu mà buồn, thử hỏi chị nát lòng hay chăng? Em, vì chị quá tin Hồng Cẩm nên chị giao bản trận đồ cho hắn cất giữ. Nhưng ai có ngờ đâu, quả Hồng Cẩm là kẻ manh tâm bán nước. Dạ đúng vậy, quỷ bá này xin vạch mặt chỉ tên cho kẻ phản tặc gian thần. Đao võ quân. Dạ. Rồi Hồng Cẩm lại. Khoan, rồi ta sao được, ta sẽ tàn sát lũ bay để lên ngôi báo. Khoan, Hồng Cẩm, có ta là Trần Anh Kiệt mi chứ hung hăng. À, anh Kiệt còn sống thật à? Chứ ổng chết sao được, vì quỷ bá này kịp thời trao trở tên tẩm thuốc độc. Anh Kiệt, đứng. Hồng Cẩm cứu kiếp, mày phải chết vì tay ta. Quyền Lan đâm len ta chết, chết để đền tội ác. Lũ bạo ngược phản thần đều tiêu diệt, từ đây muôn dân lành triệu quốc hưởng âu ca. Duyên xưa gương giờ lại lành, nối đường tơ thâm ta thành. Giấc ngủ say nào.
dòng sông tuổi nhỏ vẫn lặng lẽ trôi đi, mà kỷ niệm ngày xưa lại bất chợt hiện về. Dù xa cách muôn trùng tôi vẫn nhớ, vẫn thương, thương bà mẹ quê sớm chiều nhất già. Vậy mà từ bao giờ mẹ đã khuất xa,
mẹ kính yêu ơi, sao mẹ nỡ rời con, để cho con phải đớn đau và suốt đời ân hận. Bởi mẹ đã cho con quãng đời son trẻ, mà con chỉ cho mẹ những năm tháng đợi chờ. Dù hôm nay mẹ đã yên giấc ngàn thu, nhưng nỗi đau trong tim con không thể nào vui xóa. Vì khi mẹ đói nghèo thì con đã xa mẹ, đến khi muốn đắp đền thì mẹ đã xa con. Một giọt mưa rơi hay một giọt nước mắt, em tôi nhỏ lên đất mẹ nhọc nhằn. Một giọt mưa tuôn qua từng giọt nước mắt, em thương ngồi nghe tiếng súng rằng từ đó
chung chiến hận sầu. Tình anh đâu có nỡ quên nhau, cho dù quên hứa ngày về, đường anh đi quá mỏi mệt bằng mưa tuôn hay súng xa vòng về. Anh ơi đời chưa tới đôi mươi, em lại phải học đòi người xưa làm trang liệp phụ, nâng rượu dâng gươm cho kẻ chính nhân, yên tâm dục ngựa chốn biên đình. Hẹn đợi chờ nhau bằng tất lòng son sắc chung tình, dầu lòng tơi tả dưới trận mưa nước mắt, còn biết làm gì trò tan hộp bè chưa kịp vui lại phải chia tay. Đời chinh chiến sinh làm thân con gái, phải ôm cái kiên trinh đợi ngày chàng trở lại, dù kẻ bước chân đi đã quên hẹn ngày về. Cầu tre lắc leo lòng thành vắng, lòng sẽ con đời nuôi tiếp bao yêu thương. Nước mắt em rơi tô tâm máu quê hương, nhỏ lên đất mẹ nhọc nhằn đau khổ, lòng tiếc thật đêm trôi trong lửa đỏ, nghĩ làm gì cái mong manh của một cuộc tình buồn. Em đã dám học người xưa làm trang liệt phụ, anh há chẳng dám làm một tráng sĩ hiên ngang. Mùa gươm rượu tiếng chưa tàn, chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang gieo. Ai đó? Tôi. Tôi đang nóng lòng trông đợi tiên sinh đây. Ngài cần gặp tôi có chuyện chi? Sao lại mãi khách sáo vậy? Cứ gọi nhau như là bạn bè có phải tiện hơn không? Dân, nếu ân nhân cho phép thì tôi không còn gì để chối từ. Thế nào? Đến hôm nay thì con bé có thể mở băng mắt được chứ? Đúng ra thì ngày mai mới tạm mở ra được, dĩ chi là nửa tháng. Thâm thoát mà đã nửa tháng rồi. Không phải tôi sợ năm dài tháng vắng, Quy Hồ nó nhìn thấy cuộc đời là tôi sung sướng lắm rồi. Nhân huynh cứ yên trí rằng sự hy sinh của nhân huynh sẽ có kết quả. Không phải hy sinh đâu, mà đó là bổn phận của tôi đó chứ. Tiên sinh vào đây thay thuốc cho tôi đó à? Dạ không, buổi chiều tôi mới làm việc đó. Tôi vào đây để cho nhân huynh, hay là tôi phải đi trị bệnh cho thân chủ ở ngoài xóm xa, có lẽ chiều tối tôi mới về được. Đường xa nguy hiểm lắm. Tôi quen rồi. Tôi đem vào đây cho nhân huynh phần lương khô để dùng đỡ dạ. Còn công tử đâu? Con trai tôi à? Dạ. Nó đã bỏ nhà đi 2 tháng rồi. Ủa, cậu ấy buồn chuyện gì? Rừng núi này hiu quạnh chăng? Không, có lẽ từ hôm nay núi rừng mới bắt đầu hiu quạnh, vì không còn nghe giọng hát của thiếu quân. Mỗi bình minh nắng sớm tạc hương rừng, sương mỏng thoáng cuốn lời chim theo
Mỗi hoàng hôn khi chân trời vừa tắt lửa không còn nghe diều giặc tiếng tơ dèo. Đu tranh rừng ngủ cùng sương lam, bếp lửa cũng mừng reo, chập vì chờn bóng búa theo, chốn sơn lâm cũng mỹ mèo, một mấy trăm đi nghèo, nay nó đã kêu đàn để tờ vàng nhện dân. Hai sông Hồ đã lên tiếng reo gọi tôi xuân thầy, nên cậu ấy trang rừng này dân thân vào cõi xa. Tất cả cũng tại tôi ngày kia lâm bảo vật, kêu đôi vào mà nghĩ trôi trăng. Bảo xuyên đang không phải là em ruột, đó mê sân động tà tâm. Nếu không phải là cốt nhục thì sự xúc động kia sao lại gọi là tà tâm? Đã đành như tôi vừa nói với dân huynh về lai lịch mù mờ của con xuyên lan, nhưng thói quen và phong hóa không thể cho mình nói sự xúc động của thiếu quân là chính đáng. Thôi dân huynh đi nghỉ. À này, con gái tôi nó cứ nằng nằng viết một đòi được hầu chuyện như dân huynh, mà nó xem là một bậc đại ân nhân, chẳng hay dân huynh nghĩ như thế nào? À, lĩnh ái đòi được nói chuyện với tôi à? Tôi không muốn cho lĩnh ái nghe giọng nói, cũng như ngày lĩnh ái sáng mắt, tôi không muốn cho người nhìn thấy tâm thân tàn tật này. Xin nhân huynh đừng quá cấu chấp. Đã đành thi ân bắt cầu báo, nhưng kẻ thọ ơn đã có tâm lòng thì mình cũng nên chiều ý để họ đạt chút sở cầu sở nguyện. Phải gọi tiên sinh là kẻ thi ân mới đúng, vì tiên sinh đã chịu cảnh gà trống nuôi con, còn nuôi cả một đứa nhỏ người dân nước La. Đứa nhỏ kia lại mù không tường tên, cha mẹ không có dấu hiệu nào của quê hương xứ sở, thì tiên sinh có mong gì sự báo đền ân nghĩa sao? Tiên sinh qua là người đã ban nhiều đức trong ơn dài, vậy xin tiên sinh hãy nhận một lời này của người bạn sơ giao. Ôi kìa, nhân huynh đừng làm vậy. Sự sống này đầy điêu ngoa giả dối, cuộc đời chỉ một màu đen tối, mà nghĩa cử của tiên sinh đã làm nên hình tia muôn hồng. Chuyện cả một đời tôi thì tôi đã nói cho nhân huynh nghe rồi. Tôi chỉ sống bằng niềm vui của kẻ khác, còn riêng mình thì thì có nghĩ chi đến tranh danh đoạt lợi hay là giàu sang phú quý nữa đâu nhân huynh. Tiên sinh ơi, tiên sinh đã chịu nhiều cơ cực, từ thỏa tâm xuân cho đến khi đầu bạc, rằng khi tôi còn vẹn toàn đôi mắt, tôi chỉ nhìn thấy chung quanh giấy đầy những quần khiếp nhược đê hèn, nay đã trở thành kẻ đuôi mù tâm tối. Tôi mới thấy tạo quá quá có tài khi
thì khỏi nói. Giờ cũng không phải lúc mình định phân ân nghĩa. Nếu nhân huynh nể tình, nhân huynh có chiều ý con Xuyên Lan được hay không? Tiên sinh vẫn không hề cho lệnh nữ biết tên tộc và nghề nghiệp của tôi đó chứ. Đời nào tôi làm trái ý của nhân huynh? À, vậy thì được. Tiên sinh cứ gọi lệnh nữ vào, tôi sẵn sàng hầu chuyện. Đa tạ nhân huynh. Thưa ân nhân. Tiểu thơ đó à? Hả? Giọng nói của ân nhân hình như là... Tiểu thơ có ý nói rằng giọng nói của tôi giống một người nào đó, có phải vậy không? Vâng, nhưng tiện nữ không nhớ chắc là giọng nói của ai. Nghĩa là tiểu thơ đã nghe giọng nói này. Vâng. Đâu, tiểu thơ cố lục trí nhớ lại xem, giọng nói này xuất phát từ cửa miệng của một người hiền hay dữ? Giọng nói này là của một người rất là hiền. Không. Vậy thì người ấy rất dữ. Không. Không có lẽ. Tiểu thơ hoài nghi cho trí nhớ về lòng tin của mình chăng? Thôi cứ tạm cho trí nhớ của tiểu thơ là đúng đi. Vậy thì kẻ dữ ấy làm chi mà gọi là dữ vậy? Không. Không phải vậy đâu. Không bao giờ là như vậy cả. Người thì còn giống người, thì sao lại không có giọng nói này giống giọng nói khác? Đa tạ tiểu thơ. Ân nhân đừng nói thế mà tiện nữ có lỗi muôn phần. Tiểu thơ đã nghĩ tốt về tôi chẳng là đáng quý lắm sao? Đôi mắt của ân nhân tặng cho tiện nữ đây lại quý gấp vạn lần. Sự hy sinh đó làm sao tìm được trong thiên hạ, ngoại trừ cốt nhục tình thâm. Tiểu thơ. Tiểu thơ vẫn còn đứng đó chứ? Dạ. Có phải tiểu thơ mới bảo rằng chỉ có cốt nhục tình thâm người ta mới có sự hy sinh đó? Dạ. Vậy chứ đông tiên sinh và... Thưa ân nhân, từ khi tiện nữ lớn khôn, cứ tưởng đâu mình sinh trưởng tại núi rừng này. Thật ra thì tiện nữ không biết cha mẹ mình là ai, hiện bây giờ vẫn còn hay đã khuất. Thế ra tôi đã vô tình mà khiêu gợi nỗi buồn của tiểu thơ. Đã chôn vùi nơi chốn sân lâm, vì tôi tưởng chỉ riêng mình cô đơn. Mọi sự hy sinh đều có ý nghĩa riêng của nó. Mà khi đã giải nghĩa rồi sẽ mất hẳn sự thanh cao. Nếu ân nhân đã quyết thì tiện nữ không dám làm phiền thêm nữa. Nhưng mai đây khi tiện nữ bắt đầu nhìn thấy bướm đùa trên ngọn cò, những hòn sỏi con tâm mát dưới khe sông,
Và những đêm thu sương loáng bạc ngàn dâu, nhà ai thức lập lòe đèn dưới lùng. Nghĩa là khi tiên nữ đã bước vào cuộc đời tràn đầy ánh sáng, thì ân nhân lại sống trong đêm dài vô tận, biết lấy ai bầu bạn để quên. Tiểu thơ có hạnh phúc thì tôi đây cũng yên lòng sống đi, đợi ngày nhắm mắt. Hà tất nói gì tới nghĩa trọng ơn sâu, mai này không biết tôi sẽ sống ra sao. Nhưng chỉ biết mình bắt đầu sống cuộc đời đáng sống rồi. Thương nhân, tiễn nữ là một người nghèo khổ, khi lập gia đình chưa chắc gì đã dư giả hơn ai. Nếu ân nhân cho phép thì sau này nếu tiễn nữ có sanh được một đứa con trai thì xin ân nhân cho nó theo họ của người. Gặp tiễn nữ sẽ bảo với nó rằng: Tiểu thơ, như vậy là tôi sẽ có một đứa cháu nội hay sao? Dạ. Cháu nội của tôi, mà không phải, là cháu ngoại mới đúng chứ. Cháu ngoại của tôi. Thưa ân nhân, dưỡng phụ của tiện nữ là ông ngoại của nó rồi. Đồng tiên sinh không sanh mà có dưỡng, còn ta đây có công. Có công. Ân nhân có công san sẻ một phần máu thịt của mình cho tiện nữ thì chẳng khác nào là đấng sanh thành. Xuyên Lan ơi, như vậy là đám cháu của ta sau này nó sẽ có tới hai ông ngoại. Còn ta cũng có quyền nói với xóm giềng rằng ta có một đứa con gái nó đã theo chồng lập nghiệp ở phương xa. Con tôi thì có một mà thôi, còn cháu tôi nó cả bầy. Cháu tôi đứa nào cũng dễ dạy, tôi nó có tới hai ông ngoại. Chúng nói ngoại này quét mắt của ngoại kia, để cho má tôi được thấy đường. Mấy ân nghĩa cho bằng những lời con hứa đó. Con hãy lại gần đây cho cha sờ lên mái tóc. Ôi con tôi, mái tóc của con tôi, hạt máu của ai rơi. Xuyên Lan ơi, đất trời sông biển núi rừng đẹp lắm con ơi. Vậy mà từ lúc chào đời, tiên nữ không bao giờ được thấy. Con,
tâm hồn con sẽ cao thượng hơn lớn khi nhìn đến non hùng vĩ, sẽ thèm cất bước lãng du khi nhìn thấy sông cuộn Trường Giang, sẽ bùi ngùi trong mặt biển chiều hôm, sẽ yêu tổ ấm gia đình khi thấy khói cơm trong giờ thân giờ dậu. Con à, khi có đôi mắt con sẽ nghe được âm thanh trong sắc màu con yêu dấu, bắt được cả mùi hương trong những tiếng động rất mong manh. Con gái của cha, con gái của cha, con sẽ được hưởng tất cả những gì mà người khác được hưởng ở trần gian này. Nào, những hy vọng rất tươi và những nỗi buồn tuyệt thắm.